hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1401, mệnh lệnh thần y. Con bà mày, tiết tiểu đao thật sự rất kiên cường, hắn há miệng mắng ngay, mà sau đó lại tiếp tục kêu lên thảm thiết. Á, à, á, à. Hạ Thiên đâm châm lên người tiết tiểu đao, sau đó hắn còn lười biếng nói. Xem ra gấp trăm lần cảm giác đau còn chưa đủ, như vậy tăng lên một ngàn lần tiếng kêu thảm thiết của tiết tiểu đao thật sự là đã trở nên khàn đi, cơ thể liên tục vặn vẹo, vì vậy mà chỉ một lát sau hắn cảm thấy đau đớn hơn trước đó biết bao nhiêu lần, đã đến mức cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Nhưng hắn vẫn đang cắn răng chịu đựng, trong đầu thầm nghĩ, hắn phải nhịn không được khai, nếu không thì tất cả sẽ xong. Hạ thiên cầm đúa, hắn tiếp tục vung vẫy. Xem ra còn phải tiếp tục. Tiếng gào khủng bố vang lên còn thảm thiết hơn vừa rồi, âm thanh truyền vào tai tất cả mọi người, thậm chí còn truyền ra cả ngoài khách sạn đủ để kinh động đám người bên ngoài. Có người muốn chạy đến xem thế nào nhưng lúc này đường đi đã bị cảnh sát phong tỏa, còn đường lên lầu 2 lại dày đặc đám cảnh sát vũ trang đầy đủ. Đám người này không phải thuộc đội của lãnh băng băng, chính là người mà Hào Hồng Quang phái đến. 10 phút trước đám cảnh sát có vũ trang này đã phong tỏa khách sạn, Hào Hồng Quang tự mình đến nơi này, ngoài ra còn có cả Châu Thành và Hào Phỉ Phỉ, nhưng cả nhóm cũng không đi lên lầu 2. Lúc này nhóm đội viên của lãnh băng băng vẫn canh gác hai cánh cửa trên lầu 2, Hào Hồng Quang đến và cũng cho người đứng gác. "Chú, bên trong hình như đang ép cung." Hào Phỉ Phỉ lúc này dùng giọng bất an hỏi, nàng thật sự lo lắng sự việc sẽ náo loạn. "Thẩm vấn." Hào Hồng Quang rất bình tĩnh. "Phỉ Phỉ, nhớ kỹ, cháu chỉ biết bên trong đang có thẩm vấn, những thứ khác thật sự không biết gì." "Vâng, cháu biết rồi." Hào Phỉ Phỉ khẽ gật đầu phỉ phỉ, cháu nên hiểu, có một số việc mà Hạ Thiên có thể làm nhưng chúng ta thì không thể. Cậu ấy có quyền lực như vậy, chúng ta thì không. Hào Hồng Quang chậm rãi nói. Chú, như vậy có mang đến phiền toái cho chú không? Hào phỉ phỉ có chút lo lắng. Audio điện tử võ tấn bền. Những năm qua chú đắc tội với không ít người, nói không chừng bọn họ sẽ mượn chuyện của người để nói về mình cũng vì nhiều năm qua chú đắc tội không ít người vì vậy mà đêm nay chú mới phải đến đây chú muốn cho người ta biết chú làm việc cho hạ thiên hào hồng quang khẽ nói trước kia vụ án của tạ thân quốc đã có người muốn đụng đến chú hơn nữa chú còn nhận được tin lần này mình rất nguy hiểm hào đồ đã nói với chú hạ thiên rất có thể sẽ làm cho bất kỳ kẻ nào cũng phải khai ra vì vậy mà chú tin tối nay tiết tiểu đao nhất định sẽ bị xóa sổ hào hồng quang dừng lại một chút trên mặt lóe lên hàn quang. Tiết tiểu đao nếu hé miệng thì sẽ có rất nhiều người suy sụp, nếu chú có thể để cho Hạ Thiên giúp thêm một chuyện, đó là tự mình đi thẩm vấn Tạ thân quốc, như vậy toàn tỉnh Giang Nam sẽ không còn một đám phần tử bất hợp pháp, đến lúc đó chú đã phá hai vụ án lớn, còn có thể nói cho mọi người biết chú là người của Hạ Thiên, chú xem đám người kia còn dám động đến mình nữa không?" Hào Phỉ Phỉ chợt cảm thấy bi ai, Hào Hồng Quang thân là phó cục trưởng cục công an tỉnh có thể nói là thân phận địa vị cao nhưng vẫn rất cần một hậu trường, nếu không thì vị trí sẽ cực kỳ bất ổn. Tất nhiên với một nhân vật có thực quyền như Hào Hồng Quang, rất nhiều người cam tâm tình nguyện cho hậu trường, như vậy cũng không có nghĩa là lão sẽ tình nguyện, vì trong quan trường không có bữa cơm trưa miễn phí, người khác ném cho chỗ dựa, mình cũng phải trả giá rất nhiều. Cũng vì vậy mà nhiều năm qua Hào Hồng Quang không tìm được chỗ dựa cho tốt, tương lai cất bước cũng khó khăn, vì vậy lúc này lão cuối cùng cũng có hành động. Lão tự hào đồ mà biết được nhiều chuyện về Hạ Thiên, biết rõ đối phương là một thanh niên truyền kỳ. Quan trọng là lão biết nếu lôi kéo Hạ Thiên làm chỗ dựa thì cơ bản sẽ căn bản không cần phải làm trái với nguyên tắc của mình. Trước đó hào hồng quang muốn để cho hào phỉ phỉ kéo quan hệ với Hạ Thiên, nhưng lão nhanh chóng phát hiện con đường đó không thể thực hiện được, vì vậy mới quyết định cùng Hạ Thiên buộc vào một chiếc xe. Khi Lãnh Băng Băng đưa người đến thì lão quyết định tham gia hành động lần này, lão thật sự cần được che chở. Chỉ như vậy thì mới có thể che chở cho những người khác, ví dụ như Hào Phỉ Phỉ và Châu Thành. Nếu lão gặp chuyện không may thì kết cục của Hào Phỉ Phỉ và Châu Thành cũng sẽ không tốt đẹp gì, đặc biệt là Hào Phỉ Phỉ, một nữ cảnh sát xinh đẹp nếu căn bản không có một người chú như hắn theo sát, căn bản sẽ sớm thành đồ chơi của người khác. Hào Phỉ Phỉ thật ra cũng biết điều này, vì vậy mà nàng hiểu, tối nay hành động của Hào Hồng Quang có vẻ như liều lĩnh nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ điều làm nàng lo lắng nhất chính là Hạ Thiên sẽ đối đãi thế nào với mình và Hào Hồng Quang, sẽ coi như là người cùng một nhà sao? Khi Hào Phỉ Phỉ cảm thấy bất an thì một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp đi về phía bên này, là Lãnh Băng Băng. Cục trưởng Hào phải không? Lãnh Băng Băng nhìn lướt qua, ánh mắt rơi lên người Hào Hồng Quang. Tôi là Lãnh Băng Băng của Cục Công an thành phố Giang Hải. Chào Lãnh tiểu thư, đã nghe qua đại danh của cô, tôi là Hào Hồng Quang xin hỏi có chuyện gì cần phân phó. Hào Hồng Quang vội vàng nghênh tiếp, hắn dùng giọng khách khí hỏi. Hào Đồ còn nói cho Hào Hồng Quang một sự kiện, đó là nhất định phải tôn kính những bà vợ của Hạ Thiên, vì Hạ Thiên để ý nhất chính là vợ mình. Vì vậy mà lúc này Hào Hồng Quang cực kỳ cung kính với lãnh băng băng, điều này làm cho đám người ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cục trưởng Hào này khi gặp mặt chủ tịch tỉnh cũng chưa chắc đã khách khí đến như vậy. Cục trưởng Hào, chồng tôi không muốn cực khổ, vì vậy cậu ấy chỉ phụ trách thẩm vấn tất cả những hành động cụ thể cần phải làm phiền cục trưởng hào đi làm lãnh băng băng cũng dùng giọng khách khí nói nàng đưa cho hào hồng quang một tờ giấy bên trên có ghi địa chỉ cục trưởng hào đây là địa điểm xưởng ma túy của tiết tiểu đao anh cần phải phái người đến nắm bắt được lãnh tiểu thư tôi sẽ lập tức cho người đi làm hào hồng quang khó thể ức chế hưng phấn trong lòng hạ thiên này quả nhiên lợi hại đã tìm ra địa điểm nhà xưởng chế ma túy vì vậy mà lão cũng không trần trừ, sau khi tiếp nhận mảnh giấy thì lập tức cầm lấy điện thoại tuyên bố hành động. Cục trưởng hào, thẩm vẫn còn chưa xong, tôi còn phải lên trên. Lãnh băng băng nói một tiếng, sau đó nàng xoay người bỏ đi. Hào phỉ phỉ nhìn bóng hình xinh đẹp của lãnh băng băng đến mức xuất thần, sau đó nàng thì thảo nói. Thì ra cô ấy là lãnh băng băng, hèn gì. Lúc này hào phỉ phỉ mới biết vì sao Hạ Thiên không có nửa điểm hứng thú với chính mình, cũng là cảnh sát nhưng nàng biết tranh lệch giữa mình và lãnh băng băng là quá lớn. Nàng tin chắc, chưa nói đến tỉnh Giang Nam, chỉ sợ khắp nước cũng không tìm ra một nữ cảnh sát nào xinh đẹp như lãnh băng băng. Lúc này ở trên đại sảnh lầu 2, quá trình thẩm vấn còn chưa chấm dứt, nhưng Hạ Thiên có chút thất vọng. Băng băng, tôi còn tưởng rằng tên này còn có thể chống đỡ được, không ngờ đã hết chịu nổi rồi. Trông, người này được như vậy đã là rất mạnh rồi, nếu là người khác thì đã khai ra từ lâu rồi. Lãnh băng băng khẽ nói, nàng thấy tiết tiểu đao thật sự là một người cực kỳ cứng rắn, đáng tiếc là lại gặp phải hạ thiên. Mỗi người đều có năng lực chịu đựng cực hạn, mà hạ thiên lại có ngân châm để tăng nổi đau của người khác lên cực hạn, vì vậy mà tiết tiểu đao cuối cùng cũng phải khuất phục. Tiết tiểu đao bắt đầu nói ra những chuyện xấu của mình, không riêng gì buôn bán ma túy hay giết người diệt khẩu, thậm chí còn là những chuyện cưỡng ép con gái nhà người. Thời gian trôi qua khá nhanh, vô tình đã đến nửa đêm, hạ thiên ngáp một cái hắn có chút buồn bực băng băng người này làm quá nhiều chuyện xấu đến bây giờ vẫn chưa nói cho xong chúng ta nên đi ngủ thôi cứ để hắn từ từ nói chồng nếu không thì cậu cứ đi ngủ đi tôi sẽ ở đây trông coi để phòng xảy ra vấn đề lãnh băng băng có chút trần trừ cuối cùng nói có vài nhiều cảnh sát ở đây sẽ không có vấn đề gì mà nếu có gì đó xảy ra thì tôi cũng biết hạ thiên cũng không muốn đi ngủ một mình Băng băng, chúng ta vào khách sạn này nằm ngủ, cũng không cần rời đi." Gương mặt lãnh băng băng hơi đỏ lên, nàng biết rõ chồng Sắc Lang của mình lại muốn nữa rồi. Nửa giờ sau trong một phòng trang mật ở khách sạn Tinh Không, Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng đang quấn lấy nhau. Đối với Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thì đây là một buổi tối thú vị, nhưng đối với nhiều người ở tỉnh Giang Nam và nhiều nơi khác, tối hôm nay cũng không phải dễ ngủ. Dù là Hào Hồng Quang thì cũng cực kỳ mệt mỏi. Tất nhiên dù lão mệt nhưng rất hưng phấn, vì lão đã phá một nhà xưởng ma túy, thu được một lượng lớn ma túy, sau đó lão còn bắt được một nửa người đang ở trong đại sảnh sinh nhật. Tối hôm nay ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng nhận được lệnh điều động, bọn họ bắt một nhóm lớn quan viên, tóm lại ở thành phố Tinh Thành và thậm chí là toàn tỉnh Giang Nam, đêm nay thật sự là khó ngủ với nhiều người. Tối hôm nay đám đại ca hắc đạo ở khắp các thành phố lớn nhỏ trong nước cũng không ngủ được, vì hầu như cùng một thời gian Nói chung đến 2 giờ sáng thì bọn họ đều nhận được một chiếc đĩa và một đồng tiền xu, nhưng đồng xu có hơi kỳ quái, mỗi mặt đều có hai chữ, một mặt là hai chữ thần y, mặt khác là hai chữ hạ thiên. Ngoài ra còn có một tờ giấy, bên trên có một đoạn văn, mệnh lệnh số 1 của thần y, không được đưa ma túy đến thành phố Giang Hải, nếu không sẽ có kết cục như Tiết Tiểu Đao. Khi đám đại ca hắc đạo xem qua nội dung trong chiếc đĩa kia thì thật sự cảm thấy lạnh cả người mà chỉ trong một buổi tối thì mệnh lệnh thần y đã truyền khắp hắc đạo trong nước. Trường 1402, làm sao người còn chưa chết? Trưa ngày hôm sau, khi Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng còn chưa thức dậy trong khách sạn tinh không thì nơi này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giống như đêm qua chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng khi nhân viên phục vụ khách sạn thấy Hạ Thiên thì ánh mắt chợt cực kỳ sợ hãi, một người đàn ông bình thường chợt có thể sánh ngang với ác ma trong lòng nàng. Dù Tiết Tiểu Đao hôm qua bị Hạ Thiên Trừng trị mới thật sự là ác ma, nhưng trong mắt đám người kia, Hạ Thiên vẫn đáng sợ vượt xa Tiết Tiểu Đao. Khi thấy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng sau khi rời khỏi khách sạn thì đám người kia cùng thở dài một hơi, cuối cùng cũng tiến bước một ác ma đi khỏi đây. Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thật sự cũng vừa tỉnh lại được một lúc, bọn họ vừa rồi còn dùng cơm trưa ở chỗ này, nhưng sau đó bọn họ thật sự không quay về khu dân cư Tinh Hải, mà bọn họ đến cục công an tỉnh Giang Nam vụ án tiết tiểu đao đã xong, lãnh băng băng cũng không muốn tiếp tục quan tâm, nhưng còn có vài thủ tục cần xử lý. Mà Hạ Thiên cũng không chỉ vì đến cùng lãnh băng băng, hắn còn nhận được yêu cầu hỗ trợ thẩm vấn tạ thân quốc của Hào Hồng Quang, chuyện này dù sao cũng có liên quan đến hắn, vì vậy hắn mới đến để thuận tiện giải quyết cho xong. Vốn hôm nay lãnh băng băng có kế hoạch quay về thành phố Giang Hải, nhưng Hạ Thiên lại để cho nàng ở lại thêm vài ngày, vì hắn có kế hoạch sẽ dùng vài ngày tới để chi triển đệ ngũ châm cho Lãnh Băng Băng, đợi nàng trở thành cao thủ kim đan kỳ thì cho về cũng không muộn. Lãnh Băng Băng tất nhiên sẽ đồng ý, bây giờ nàng rất tự do, vì nàng nắm tổ đặc biệt và rất có đặc quyền, ví dụ như không cần mỗi ngày phải đi làm cũng là một đặc quyền. Bây giờ nàng cũng không có vụ án gì cần phải lập tức xử lý, hơn nữa nàng còn muốn ở cùng Hạ Thiên vài ngày, vì vậy mà nàng quyết định ở lại, còn những thành viên đội đặc biệt thì tất nhiên sẽ về trước. Sau khi đến cục công an tỉnh, Hạ Thiên và lãnh băng băng nhanh chóng gặp mặt hào hồng quang, dù lúc này lão rất bận nhưng Hạ Thiên đến thì cũng phải tự ra mặt tiếp đái. Nhưng Hạ Thiên cũng không dừng lại bao lâu, hắn tất nhiên cũng không cần phải bức cung như tối qua, dùng phương pháp nhanh nhất là thôi miên tả thân quốc, sau đó giao cho hào hồng quang bên này tiếp tục thẩm vấn. Vì sự việc của lãnh băng băng còn chưa xong, vì thế mà Hạ Thiên về khu dân cư tinh hải trước, không phải hắn không muốn đợi lãnh băng băng, căn bản hắn còn phải quay về luyện chế đan dược. Dù là lãnh băng băng hay diệp mộng oánh thì công lực vẫn còn thiếu, vì vậy Hạ Thiên cần phải luyện chế đan dược để cao công lực cho các bà vợ, trước tiên cho các nàng sử dụng, sau đó thi triển đệ ngũ châm. Dù bây giờ có sự bảo vệ của cơ thanh ảnh thì thời gian của hắn cũng không quá gấp, nhưng vì đề phòng những chuyện bất chắc có thể xảy ra, vì vậy mà hắn vẫn mong muốn nhanh chóng để cao tu vi của mình, hắn cũng không thể đặt tất cả vấn đề an toàn của vợ mình lên người cơ thanh ảnh sau khi trở lại khu dân cư tinh hải, Hạ Thiên nói một tiếng với Liễu Mộng và Diệp Mộng Oánh, sau đó hắn nhốt mình vào phòng làm việc, bắt đầu luyện chế đan dược. Một giờ sau lãnh băng băng quay về, Hạ Thiên vẫn chưa đi ra. Đến tối mọi người dùng cơm mà Hạ Thiên vẫn chưa ra. Mười giờ tối, Liễu Mộng Hô muốn Hạ Thiên đi ngủ với mình, nhưng hắn vẫn không ra. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi ba đại mỹ nữ và một tiểu mỹ nữ thức dậy thì mới thấy Hạ Thiên đang ngủ trên ghế sa lông trong phòng khách. Tiểu bại hoại hình như mệt chết người rồi. Liễu mộng có chút đau lòng, nàng ôm Hạ Thiên vào phòng ngủ mà cũng không đi ra. Mãi đến giữa trưa thì Hạ Thiên và Liễu mộng mới đi ra, sau đó đưa theo lãnh băng băng, Diệp mộng oánh và tô bối bối đang bất mãn cả buổi sáng xuống dùng cơm. Lần này bọn họ đi ra quán cơm ngoài cổng khu dân cư Tinh Hải, Quán cơm này mới mở cửa buôn bán nhưng đến giữa trưa thì phải đóng cửa, vì không riêng gì cơm lam bị ăn sạch, thậm chí thức ăn cũng bị người ta ăn hết, vì thế chỉ có thể đi mua thức ăn để chế biến cho bữa chiều. Hạ Thiên về phòng, hắn lấy ra ba viên thuốc trong suốt và thơm lừng cho Lãnh Băng băng, Diệp Mộng Oánh và Tô Bối Bối sử dụng, hắn muốn gia tăng công lực cho cả ba người. Tôi cũng phải ăn sao? Tô Bối Bối cảm thấy buồn bực, vì sao mình phải uống viên thuốc này? Đúng vậy, cô là người dự bị hạ thiên thuận miệng nói này anh nói gì vậy cái gì là dự bị anh là đại sắc lang tôi cũng không muốn làm dự bị cho anh tôi cũng không muốn làm vợ anh như chị họ tô bối bối thở phì phò nói ai muốn cô làm vợ tôi hạ thiên trừng mắt nhìn tô bối bối chỉ là để cô làm người dự bị để tôi đề cao công lực mà thôi cô không dùng cũng được bối bối nghe lời chồng chị đây là chỗ tốt cho em diệp mộng oánh khẽ nói Tô bối bối cũng không nói gì, nàng nghe Diệp Mộng Oánh nói như vậy thì cũng không tiếp tục ồn ào với Hạ Thiên, nàng cũng không phải đứa ngốc, tất nhiên biết sử dụng viên thuốc này vào sẽ có lợi rất lớn. Vài phút sau trong phòng ngủ, ba người lãnh băng băng, Diệp Mộng Oánh và Tô bối bối đều khoanh chân ngồi dưới đất, bọn họ đã sử dụng đan dược của Hạ Thiên, lúc này hắn lại đang dùng châm như bay, cố gắng đẩy mạnh khả năng hấp thu của bọn họ. Hạ Thiên thật sự cũng không muốn gia tăng công lực cho Tô bối bối, nhưng thật sự như những gì hắn nói, tô bối bối thật sự là người dự bị. Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu thì Hạ Thiên chỉ cần thi triển đệ ngũ châm cho tất cả các bà vợ là có thể sử dụng đệ lục châm, nhưng vấn đề là cơ thanh ảnh xuất hiện và làm kế hoạch của hắn đảo ngược. Trước đó Hạ Thiên đã từng thi triển đệ ngũ châm cho nhiều bà vợ, trừ hắn và thần tiên tỷ tỷ Nguyệt Thanh Nhã, thì có Liễu Mộng, Tống Ngọc Mị, Mị Nhi, Cố Hàm Sương, Dạ Ngọc Mị và trước đó vừa mới thi châm là Ninh Khiết, Sở Giao, Tôn Hinh Hinh và Tiểu Yêu Tinh. Sau khi cẩn thận tính toán thì số người được hắn thi triển đệ ngũ châm đã là khoảng 10 người, hắn cũng vì thi triển đệ ngũ châm mà tiến lên từ kim đan sơ kỳ lên hậu kỳ. Nhưng những công lực mà hắn tích lũy được đã bị cơ thanh ảnh hút sạch, bây giờ hắn chỉ mới là kim đan sơ kỳ mà thôi. Nói cách khác hắn châm 10 lần đầu tiên là không hiệu quả, điều này có nghĩa là nếu hắn muốn thi châm cho các bà vợ để có thể sử dụng được đệ lục châm, hắn cần phải sử dụng đệ ngũ châm 10 lần nữa. Dù đó chỉ là dự đoán, hoàn toàn không chính xác, nhưng bây giờ Hạ Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần thi châm cho những bà vợ chưa đến kim đan kỳ thì chắc chắn không đủ cho hắn tiến lên để sử dụng đệ lục châm. Điều này có nghĩa là hắn cần phải tìm thêm đối tượng để sử dụng đệ ngũ châm. Bây giờ thời điểm khá khẩn cấp, Hạ Thiên cũng không còn nhiều thời gian để đi tìm các bà vợ xinh đẹp, vì vậy hắn quyết định tẩy tủy cho vài đối tượng dự bị chưa hẳn có thể là vợ mình, như vậy sẽ không thiếu đối tượng, ví dụ như nha đầu thạch thuần, còn có Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi, còn có Nha Đầu A Cửu, hơn nữa nơi đây còn có Tô Bối Bối, số lượng cũng không quá kém. Không thể nghi ngờ vì cơ thanh ảnh hút khô công lực mà Hạ Thiên đành phải tạo ra thêm vài cao thủ kim đan kỳ, vì thế có thể nói là cơ thanh ảnh có nhiều cống hiến cho thế giới này. Sau khi giúp ba người phụ nữ hấp thu dược lực, Hạ Thiên cũng xác định Lãnh Băng Băng và Diệp Mộng Oánh có thể thừa nhận đệ ngũ châm, vì vậy mà hắn nhanh chóng thi triển đệ ngũ châm cho Diệp Mộng Oánh ngay sau đó sáng hôm sau Diệp Mộng Ánh thuận lợi trở thành cao thủ kim đan kỳ, Hạ Thiên nghỉ ngơi một giờ để ăn uống, sau đó tiếp tục thi châm cho lãnh băng băng. Vì nàng có mang nên hắn làm cẩn thận hơn, vì vậy mà thời gian thi châm càng dài hơn, nhưng tất cả vẫn rất thuận lợi. Sáng sớm ngày hôm sau lãnh băng băng đã là cao thủ kim đan kỳ, cả quá trình hắn không bị ai quấy dày. Sau vài ngày bận rộn thì Hạ Thiên cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vì Liễu Mộng thấy vài ngày qua hắn bận rộn hơi nhiều, sau đó nàng quyết định dùng bánh bao lớn khao hắn. Nhưng nàng cảm thấy một mình là quá mệt, vì thế mà kéo cả Diệp Mộng Oánh và Lãnh Băng Băng vào cuộc, cuối cùng biến thành một đêm cuồng hoan. Tối hôm sau, ở thành phố Nhạc Nam, bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc có một cô gái mặc quần áo màu đen đứng lặng, nàng có eo nhỏ, ngực lớn, tư thái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, trên người lại bùng ra ý lạnh làm cho người ta không dám đến gần. Em chân dài, lại tìm chàng đẹp trai nào à? một âm thanh lười biếng chợt vang lên sau lưng dạ ngọc mị, lúc này vẫn có đàn ông tiếp cận nàng, không riêng gì tiếp cận mà còn nói lời đùa giỡn. Dù là thế giới này hay thế giới kia cũng chỉ có một người dám xưng hô với nàng như vậy mà thôi. Mỹ nữ hắc y chính là dạ ngọc mị, nàng không xoay người đã biết đối phương là Hạ Thiên, là tên khốn Hạ Thiên kia. Sao người còn chưa chết? Dạ ngọc mị vẫn nhìn đỉnh núi thần sơn, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói. Em chân dài, đây chẳng phải là tôi không nỡ sao?" Hạ Thiên cười hì hì nói. Hạ Thiên lại thấy Dạ Ngọc Mị, hắn sinh ra cảm giác như cách xa một đời, dù chỉ là vài ngày không gặp chẳng tính là dài, nhưng những gì xảy ra cũng làm cho hắn thấy nàng và chợt cảm khái. Trước đây không lâu thì người mà Hạ Thiên muốn đánh nhất là Dạ Ngọc Mị, nhưng cơ Thanh Ảnh xuất hiện, Dạ Ngọc Mị không còn là người mà hắn muốn đánh nhất, vì cơ Thanh Ảnh kia thật sự rất đáng ăn đòn. Thông qua so sánh với cơ Thanh Ảnh Hạ Thiên phát hiện dạ ngọc mị cũng không đáng ăn đòn như đối phương, vì vậy mà vô tình cảm giác giữa hắn và nàng chợt có biến hóa. Em chân dài, có nghĩ đến tôi không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Thật ra tôi cũng có chút nhớ chị, nhớ em chân dài, nhớ eo nhỏ, nhớ bánh bao lớn. Chương 1403, có thể qua thế giới của hai người. Dạ Ngọc Mỹ cuối cùng cũng xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không để ý đến hắn, chân dài bước ra nhìn thì có vẻ như nhanh chóng và tùy ý đi về phía căn biệt thự cách đó không xa, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Hạ Thiên. À, em chân dài rất có thể cũng nhớ đến mình, chẳng qua ngại nói ra mà thôi. Hạ Thiên bắt đầu tự an ủi mình. Hạ Thiên thở ra một hơi rồi lầm bầm. Thôi thì đi gặp vợ quỷ keo kiệt và vợ giao giao cái đã. Sáng hôm nay lãnh băng băng, Diệp Mộng Oánh và Liễu Mộng đã rời khỏi tinh thành để quay về thành phố Giang Hải, Hạ Thiên ở lại chờ một lúc ở thành phố Tinh Thành rồi cũng quyết định nên qua về Nhạc Nam, hắn muốn tìm cơ hội xử lý Hàn Minh Phi. Hạ Thiên thấy bây giờ Hàn Minh Phi không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất của mình, dù có sự bảo vệ của Cơ Thanh Ảnh, chính hắn cũng không cần lo lắng Hàn Minh Phi, nhưng vấn đề là Cơ Thanh Ảnh sẽ không bảo vệ những bà vợ của hắn, vì vậy hắn có chút bận tâm Hàn Minh Phi sẽ gây ra bất lợi cho những bà vợ của mình. Trước đó Hạ Thiên còn tưởng rằng Dạ Ngọc Mỹ có thể theo sát Hàn Minh Phi, nhưng vài ngày trước Hàn Minh Phi chợt xuất hiện ở Tinh Thành, lại thiếu chút nữa là giết chết hắn. Vì vậy hắn hiểu ra, thật sự không trông cậy vào quá nhiều ở Dạ Ngọc Nghị, chỉ có thể chính thức giải quyết Hàn Minh Phi, như vậy mới có thể tạm thời yên lòng. Còn đám đệ tử khác của Phiêu Miểu Tiên môn, vì bây giờ chưa xuất hiện nên uy hiếp với hắn là không nhiều. Nhưng uy hiếp khác để sau này hãy nói, Hạ Thiên cảm thấy trước tiên nên xử lý uy hiếp đến từ Hàn Minh Phi. Như vậy hắn có thể chân chính thực hiện kế hoạch tăng trưởng công lực của mình, nếu không hắn sẽ khó thể nào tĩnh tâm. Còn xử lý Hàn Minh Phi như thế nào, tất nhiên cũng rất đơn giản, đó chính là dùng Hạ Thiên làm mồi để Hàn Minh Phi ra tay, sau đó cơ thanh ảnh sẽ xuất hiện. Thật ra kế hoạch này cũng không phải chạy đến thành phố Nhạc Nam mới có thể thực hiện được, nhưng Hạ Thiên cảm thấy Dạ Ngọc Mị có thể giúp được vài thứ. Thực tế có lẽ hắn cũng không ý thức được, hắn sở dĩ đến đây cũng là vì muốn gặp lại Dạ Ngọc Mị sau một thời gian ngắn không gặp, thật ra trong lòng hắn cũng khá nhớ nàng. Hạ Thiên đang định đi vào biệt thự thì chuông điện thoại chợt vang lên, là âm thanh của Tống Ngọc Mị, vì vậy hắn dừng lại và tiếp điện thoại không chút do dự. Vợ Mị Mị, chị và thần tiên tỷ tỷ không sao đấy chứ. Không có việc gì, chúng ta đều rất tốt, chị Mộng vừa mới về, chị Nguyệt biết công lực của cậu khôi phục đã khá nhiều, cũng rất vui. Âm thanh Tống Ngọc Mị có chút dịu dàng. Mặt khác chị Nguyệt cũng có chuyện muốn tôi nói với cậu. Chuyện gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chị Nguyệt biết rõ cậu đã có thể biến vài người thành cao thủ Kim Đan Kỳ. Chị ấy muốn cậu giúp vài người nữa tiến lên Kim Đan Kỳ, sau đó đưa đến Thanh Phong Sơn. Tống Ngọc Mỹ nói. Băng băng và mộng oánh cũng đã đến, cậu có thể cho Ninh Khiết và Sở Giao đến không? Không có vấn đề, tôi sẽ cho bọn họ đến Thanh Phong Sơn ngay. Hạ Thiên trả lời ngay. À, mặt khác chị nguyệt còn muốn để cậu hỏi mị di nếu gì ấy muốn quay về thanh phong sơn thì cũng tốt nhưng nếu gì ấy không muốn về chị nguyệt lại hy vọng hai người ở cùng một chỗ như vậy có thể quan tâm đến nhau tống ngọc mỹ còn nói thêm tôi biết rồi tôi sẽ nói với chị ấy hạ thiên lần này không ôm hy vọng gì cả hắn cảm thấy dạ ngọc mỹ chắc chắn sẽ không quay về thanh phong sơn à cứ như vậy nhé cậu cần phải cẩn thận một chút tôi chúng tôi đều chờ cậu quay về Tống Ngọc Mị dùng giọng dịu dàng dặn dò một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên đứng ngây người tại chỗ vài giây, sau đó hắn đi vào biệt thự. Chồng! hai âm thanh dễ nghe đồng thời vang lên, là ninh khiết và sở giao cùng nhau về phía Hạ Thiên, tất nhiên nàng sẽ rất vui vì sự xuất hiện của hắn. Lúc này trong phòng khách biệt thự chỉ có hai người bọn họ, dạ Ngọc Mị giống như đã đi đến phòng ngủ của mình, còn cô gái ngoại quốc là Caroline thì hình như không có mặt ở chỗ này vợ quỷ keo kiệt, vợ giao giao, hai người lập tức đi khỏi chỗ này, đi đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên ôm Ninh Khiết và sở giao, sau đó hắn nhanh chóng nói. Sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Chồng, sao lại vội vã như vậy? Đúng vậy, chồng, bây giờ phải đi sao? Sở giao cũng có chút kinh ngạc. À, phải đi ngay, dùng tốc độ nhanh nhất để đến Thanh Phong Sơn. Vợ quỷ keo kiệt, thần tiên tỷ tỷ và các chị khác đều ở đó chờ các người. Hạ Thiên gật đầu nói. Được rồi, chúng tôi sẽ đi ngay. Ninh Khiết có chút trần trừ rồi đồng ý. Chồng, anh không đi theo chúng em sao? Sở giao hỏi một câu. Anh không đi. Hạ Thiên lắc đầu. Anh còn có việc. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi Ninh Khiết một câu. Vợ quỷ keo kiệt, cô gái Caroline kia đâu rồi? À, cô ấy còn phải đi quay quảng cáo, đã đến nước anh rồi. Ninh Khiết khẽ gật đầu, trong lòng thầm nói, trong sắc lang này vẫn còn nhớ đến cô gái kia. À, mặc kệ cô ấy. Hạ Thiên thật sự có chút tò mò về quả bom nhỏ trong người Caroline mà thôi, nhưng bây giờ xem ra Caroline đã đi, giống như chuyện này không phải hướng về phía hắn vậy. Nếu là trước kia thì Hạ Thiên sẽ phải điều tra đến cùng, nhưng bây giờ hắn phải đối phó với đám người phiêu miểu tiên môn, cũng không có tâm tình quan tâm đến những chuyện lặt vặt kia. Ninh Khiết cũng không nói gì, bọn họ và sở giao thu dọn vài thứ rồi rời khỏi biệt thự. Lúc này một căn biệt thự lớn chợt trở, trở nên quạnh quẽ, cũng chỉ còn lại Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị. Một lát sau, Hạ Thiên đi lên lầu hai gõ cửa phòng Dạ Ngọc Mị. Làm gì vậy? Âm thanh tức giận của Dạ Ngọc Mị từ bên trong truyền ra. Em chân dài, nói cho chị biết một tin tức tốt. Giọng điệu của Hạ Thiên khá chân thành. Cậu thật sự có tin tốt sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Thật sự là tin tốt. Hạ Thiên vẫn nói rất chân thành. Chúng ta cuối cùng cũng đi đến thế giới của riêng hai người. Nhàm chán. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói ra hai chữ. Ủa, chị ngại ít người thì nhàm chán sao? Hạ Thiên tỏ ra ngạc nhiên. Vợ quỷ keo kiệt và vợ giao giao đều đã đến Thanh Phong Sơn. Thật ra thần tiên tỷ tỷ cũng muốn chị về Thanh Phong Sơn. Nhưng tôi cảm thấy chị chắc chắn sẽ không quay về. Vì vậy không nói cho chị biết nhưng bây giờ chị lại thấy nhàm chán có phải là muốn náo nhiệt hơn một chút nếu muốn thì tôi sẽ đưa chị về thanh phong sơn không có gì thì đừng đến làm phiền tôi dạ ngọc mỹ có chút tức giận này em chân dài chị không thể mở cửa cho tôi nói chuyện sao nói chuyện mà đứng cách một cánh cửa thế này thì còn gì là hứng thú hạ thiên có chút buồn bực lúc này bên trong dứt khoát không có phản ứng có lẽ là dạ ngọc mỹ muốn mặc kệ hạ thiên được rồi Em chân dài, mở cửa ra đi, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói với chị, liên quan đến chuyện đại sự của cả đời chị." Hạ Thiên lại mở miệng nói. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. "Cậu không nói lời nào thì sẽ chết sao? Phụ nữ cũng không ồn ào như cậu. Băng cũng nào có lạnh như chị." Hạ Thiên cười hì hì, hắn thấy Dạ Ngọc Mị định đóng cửa thì vội vàng bổ sung thêm một câu. "Này, em chân dài tôi thật sự đến vì có chính sự, lần này tôi muốn về đây để xử lý tên tình nhân cũ của chị. Tôi thấy cậu đi tìm chết thì đúng hơn. Dạ Ngọc Mỹ lạnh lùng nói một câu, sau đó lại đóng cửa lại. Hạ Thiên chợt buồn bực, em chân dài này đúng là muốn ăn đòn, dám coi thường năng lực của hắn vậy sao? Này, em chân dài, không nỡ xử lý Hàn Minh Phi sao? Hạ Thiên lại hỏi, bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải như vậy chứ, không để ý đến tôi sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Bên trong vẫn không có phản ứng, giống như căn bản không có người nào, nhưng Hạ Thiên biết có dạ ngọc mị bên trong. Hạ Thiên suy nghĩ và xoay người xuống lầu, sau đó hắn biến mất trong biệt thự, một phút sau hắn quay lại, sau đó tiếp tục đến phòng ngủ của dạ ngọc mị. Hạ Thiên đang định mở miệng thì chợt ồ lên. Em chân dài không có trong phòng, lên sân thượng ngắm cảnh sao. Hạ Thiên chợt biến mất, một giây sau hắn xuất hiện trên sân thượng sau đó hắn thấy dạ ngọc nghị đứng ngạo nghễ ở mép sân thượng lại đang nhìn về phía thần sơn thật sự là ngắm cảnh hạ thiên lầm bầm sau đó hắn đề cao âm điệu em chân dài chị còn chưa ăn bữa tối đây là lẩu cá tôi mua cho chị chị ăn đi lúc này hạ thiên thật sự bưng đến một cái lẩu hắn nói xong thì cũng không quan tâm đến phản ứng của dạ ngọc nghị trực tiếp đặt lẩu cá xuống trước mặt nàng Dạ Ngọc Mị cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cầm đũa và bắt đầu xử lý món lẩu. Hạ Thiên thật sự buồn bực, hắn phát hiện mình không bằng một cái lẩu cá trong mắt Dạ Ngọc Mị, đúng là quá mất mặt. Khi thấy Dạ Ngọc Mị ở đằng kia ăn uống say sưa thì Hạ Thiên không khỏi thầm nghĩ. Em chân dài ơi là em chân dài, lẩu cá cũng không phải ngon như vậy, chị ăn lẩu cá của tôi, sau này phải cho tôi ăn bánh bao lớn. Hạ Thiên vừa thầm nghĩ vừa nhìn những bộ vị hùng dũng của Dạ Ngọc Mị trong lòng có chút lửa nóng, bây giờ hắn thật sự có xúc động muốn nhào đến làm vài miếng. Nhưng xúc động thì xúc động nhưng Hạ Thiên cũng không nhào đến, thật sự là không có biện pháp, ai bảo hắn đánh không lại dạ ngọc mị. Kết quả là Hạ Thiên chỉ có thể nhìn dạ ngọc mị dùng bữa tối, trong lòng thầm tính toán sau này sẽ được ăn bánh bao lớn. Mãi cho đến khi nàng ăn xong, Hạ Thiên lại mở miệng. Này, em chân dài, có phải chị không xử lý tên tình nhân cũ của mình? Cậu có vấn đề gì sao?" Dạ Ngọc mị dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên rồi hỏi. "Chị mới có vấn đề?" Hạ Thiên rất khó hiểu. "Không có chút tố chất nào, Hàn Minh Phi là tình nhân cũ, có gì là tốt, xử lý hắn và đổi lại một tên tình nhân khác có hay không? Đợi đến khi Hàn Minh Phi xử lý cậu, như vậy Nguyệt Thanh Nhã không phải cũng có thể đổi tình nhân khác sao?" Dạ Ngọc mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. "Cậu muốn xử lý Hàn Minh Phi thì tự mình ra tay." Tôi đến bây giờ cũng không phải là đối ác thủ của hắn. Chương 1404, đến thời mãn kinh. Này, em chân dài, chị đừng kéo thần tiên tỷ tỷ vào đây. Hạ Thiên có chút bất mãn. Chị đánh không lại Hàn Minh Phi, chị không biết xấu hổ sao? Cậu còn đánh không lại tôi, cậu còn là đàn ông sao? Dạ Ngọc Nghị trả lời một cách mỉa mai. Này, em chân dài, đừng quên là chính tôi biến chị thành lợi hại như lúc này. Hạ Thiên có chút buồn bực, em chân dài này rõ ràng là qua cầu rút ván, hơn nữa còn nói hắn không phải là đàn ông, vì vậy hắn nhất định phải tìm cơ hội để chứng minh cho biết mình là đàn ông có thể làm cho nàng ba ngày ba đêm không thể xuống giường. Dạ Ngọc Nghị xoay người, bộ dạng chuẩn bị bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến Hạ Thiên. Này, em chân dài, tôi đã nói thật với chị, tôi có biện pháp để xử lý Hàn Minh Phi, chỉ cần chị phối hợp là được. Hạ Thiên vội vàng gọi dạ Ngọc Nghị, sau đó có chút bất mãn. Này, không phải chị không nỡ xử lý tình nhân cũ đấy chứ? Biện pháp gì? Dạ Ngọc Mỹ cuối cùng cũng xoay người lại. À, thật ra rất đơn giản, chỉ cần Hàn Minh Phi động thủ với tôi, như vậy sẽ có người xử lý hắn, chúng ta chỉ cần làm cho Hàn Minh Phi phải xử lý tôi là được. Hạ Thiên nói, cậu nói đến cơ thanh ảnh sao? Dạ Ngọc Mỹ lạnh lùng hỏi, sau đó giọng điệu thay đổi, có chút khinh thường nói nãy giờ thì ra cậu muốn lợi dụng người phụ nữ kia để giết người này phụ nữ thì sao hạ thiên có chút buồn bực em chân dài chị đừng quên mình cũng là phụ nữ chị xem thường phụ nữ chính là coi thường mình tôi không coi thường phụ nữ tôi chỉ coi thường loại đàn ông chỉ biết dựa vào phụ nữ mà thôi dạ ngọc mị nhìn hạ thiên trong giọng nói vẫn mang theo vẻ khinh thường hạ thiên rất buồn bực Cuối cùng hắn cũng phát hiện Dạ Ngọc Mị vẫn như trước kia, vẫn cần ăn đòn. Trước đó vì cơ thanh ảnh xuất hiện mà hắn còn cảm thấy nàng chưa đáng mức cần ăn đòn, nhưng đến bây giờ sau khi hai bên trò chuyện một lát, hắn thật sự rất muốn đánh cho nàng một trận. Hạ Thiên đang bước bối, hắn chợt cảm thấy là lạ. ủa em chân dài, sao chị biết yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh kia?" Nguyệt Thanh Nhã không nói cho cậu biết sao? Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tôi còn tưởng rằng thứ gì cô ấy cũng nói với cậu. Thần Tiên tỷ tỷ chẳng qua chưa kịp nói cho tôi mà thôi." Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dạ Ngọc Mị. "Cậu đừng châm biếm tình cảm giữa tôi và Thần Tiên tỷ tỷ." Hạ Thiên biết rõ trước kia Thần Tiên tỷ tỷ đã từng điện thoại nói chuyện với Dạ Ngọc Mị, vì vậy mà Dạ Ngọc Mị cũng biết được những chuyện về cơ Thanh Ảnh. "Cậu có phải đã xử lý Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn rồi?" Dạ Ngọc Mị chợt hỏi một câu. "Đúng vậy," bọn họ muốn xử lý tôi, ngược lại bị tôi giết chết. Hạ Thiên tuyệt đối không phủ nhận, còn có hơi đắc ý. Thế nào, tôi có lợi hại hơn chị không? Cậu nói cơ thanh ảnh và tôi ai lợi hại hơn sao? Dạ Ngọc Mị dùng giọng diếu cợt nói. Này, khi tôi xử lý Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di thì cơ thanh ảnh còn chưa xuất hiện. Hạ Thiên rất bất mãn. Tôi lấy một địch hai, xử lý cả hai người bọn họ. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Trên mặt Dạ Ngọc Nghị vẫn mang theo vẻ trào phúng, nàng thật sự không tin Hạ Thiên có thể xử lý Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di. Điều này cũng khó thể trách nàng, dù sao nếu nói về tu vi thì Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn đều mạnh hơn Hạ Thiên rất nhiều, đặc biệt là Bạch Vân Sơn. Dạ Ngọc Nghị cảm thấy Hạ Thiên muốn xử lý một người đã gặp khó khăn khá lớn, không cần phải nói có thể xử lý được cả hai dưới tình huống bọn họ liên thủ. Nhưng Dạ Ngọc Nghị không ngờ Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di căn bản không liên thủ bọn họ sở dĩ chết trong tay hạ thiên không phải vì thực lực yếu hơn vì bọn họ xem thường hạ thiên có thể nói là chết một cách uất ức không tin thì thôi dù sao chỉ cũng không phải là vợ tôi có tin hay không cũng chẳng có vấn đề hạ thiên rất khó chịu hắn cũng không muốn tiếp tục tranh chấp với dạ ngọc nghị ở vấn đề này này tóm lại chỉ có muốn xử lý hàn minh phi không chỉ cần hàn minh phi ra tay với tôi cơ thanh ảnh sẽ xuất hiện gần đây hàn minh phi theo rất sát tôi Vài ngày trước người này còn đến Tinh Thành tìm tôi, bây giờ tôi đã quay về, tôi đảm bảo hắn cũng sẽ về thành phố Nhạc Nam. Hàn Minh Phi chẳng qua chỉ muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã, hắn sẽ không dễ dàng giết cậu. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, hắn chỉ theo sát cậu mà thôi, không gì hơn. Tôi có biện pháp để hắn không nhịn được phải ra tay, chỉ cần chị phối hợp là được. Hạ Thiên tỏ ra đã dự tính trước. Dạ Ngọc Mị xoay người bước đi. Này, này chị đừng đi tôi còn chưa nói biện pháp hạ thiên lập tức nôn nóng cậu ngoài vài biện pháp hèn hạ vô xỉ thì có gì khác sao dạ ngọc mị cười lạnh một tiếng cậu không cần phải nói làm gì cho mệt vì tôi chắc chắc sẽ không phối hợp hạ thiên chợt buồn bực người phụ nữ này bị sao vậy sao càng khó liên hệ thế này trước kia bọn họ hợp tác khá trơn tru bây giờ càng ngày càng khó thì phải đúng là ngược to mà không não không có khả năng suy nghĩ. Hạ Thiên thì thào nói, khi thấy dạ Ngọc Mỹ biến mất thì hắn thật sự bức bối, hắn vốn có một ý kiến hay, đáng tiếc là dạ Ngọc Mỹ không phối hợp, vì vậy mà căn bản không thể nói ra. Đến lúc này kế hoạch xử lý Hàn Minh Phi của hắn xem như chết từ trong. Trứng nước, thôi bỏ, em chân dài không phối hợp thì mình tự xử lý. Hạ Thiên dù có chút buồn bực nhưng cũng khó thể nào bỏ qua kế hoạch xử lý Hàn Minh Phi, hắn quyết định chủ động đi khiêu khích đối phương một lần. Nếu có thể hoàn toàn chọc giận Hàn Minh Phi, để cho đối phương không nhịn được phải giết mình, như vậy cơ thanh ảnh sẽ xuất hiện, chỉ cần nàng có thể đánh Hàn Minh Phi bị thương, như vậy hắn sẽ có cơ hội xử lý Hàn Minh Phi. Phải biết rằng bây giờ hắn đã chuẩn bị tất cả gồm độc dược, mê dược, độc châm, muốn xử lý một Hàn Minh Phi nguyên anh sơ kỳ là thật sự rất khó, nhưng nếu xử lý một Hàn Minh Phi bị thương thì lại là chuyện khác. Em chân dài, bây giờ tôi đi tìm tình nhân cũ của chị. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn bay lên trời phóng về căn biệt thự của đinh hương ở cách đó không xa nếu hàn minh phi đã quay về nhạc nam đối phương sẽ ở trong căn biệt thự kia đinh hương có một căn biệt thự bên cạnh hồ nguyệt lạc lão một lòng cầu mong trường sinh nhưng những ngày qua tâm tình thật sự không tốt lão vốn cho rằng mình có tiên duyên vì vậy mà toàn tâm toàn ý phục vụ cho vài vị tiên trưởng trong nhà nhưng đến bây giờ hắn thật sự chưa có được chút lợi ích nào không những chẳng có được đan dược như trong truyền thuyết cũng không có bí tịch tu luyện thành tiên, lão vẫn chỉ là một phàm nhân cực kỳ yếu ớt. Điều làm cho Đinh Hương cảm thấy lo lắng chính là vị tiên nữ cùng mình liên hệ nhiều nhất chợt mất tích vài ngày trước, trước đó trong nhà lão có ba vị thần tiên, bây giờ chỉ còn lại một người. Mà một vị thần tiên này cũng vừa quay về cách đây không lâu, có vẻ giống như gặp phải phiền phức gì đó. Hạ thiên cuối cùng là người thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên? Đinh Hương thầm suy nghĩ, những ngày qua lão luôn tìm hiểu tin tức về hạ thiên điều tra tung tích của người này khi biết càng nhiều thì lão càng thấy hạ thiên kia thật sự quá thần kỳ và mạnh mẽ mà điều làm lão cảm thấy thần kỳ chính là ý thức được những vị thần tiên trong nhà mình đã gặp phải phiền toái có lẽ là do hạ thiên mang đến có thể làm cho những vị thần tiên cảm thấy khốn đốn hạ thiên chẳng phải là thần kỳ sao đúng lúc đinh hương đang suy xét vấn đề này thì một âm thanh chợt vang lên bên tai hàn minh phi cút ra đây cho ta Đinh Hương nghe thấy như vậy thì không khỏi kinh hoàng, Hàn Minh Phi chính là tên của vị tiên nhân trong nhà lão, mà ai dám vô lễ với tiên trưởng như vậy. Đinh Hương có chút run sợ, lão chạy vào một căn phòng trong nhà, bên trong có máy tính, trên màn hình máy tính chính là những hình ảnh quản chế khắp bốn phía biệt thự. Trước đó lão đã lắp đặt camera, bây giờ lão cũng biết vị trí của Hàn Minh Phi, chính là trên sân thượng biệt thự, mà lúc này ngoài Hàn Minh Phi còn có một người đàn ông mặc áo khoác. Thì ra là Hạ Thiên Ninh Hương nhận ra người kia, dù trước đó lão chưa từng có liên quan gì đến Hạ Thiên, nhưng những ngày qua lão luôn điều tra về Hạ Thiên, tất nhiên lão đã biết người nào có bộ dạng gì rồi. Quả nhiên là Hạ Thiên. Đây là ý niệm trong đầu của Đinh Hương, có thể chủ động gây phiền toái cho Hàn Minh Phi, ngoài Hạ Thiên thì có thể là ai. Ít nhất thì lão cũng không nghĩ rằng còn có kẻ nào khác. Người đến thật sự là Hạ Thiên, hắn dùng phương thức trực tiếp nhất để tiến hành khiêu khích Hàn Minh Phi, mà Hàn Minh Phi cũng xuất hiện trước mặt hắn như dự đoán. Hạ Thiên, người thật sự rất lớn gan, dám xuất hiện trước mặt ta một mình. Hàn Minh Phi nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút âm trầm, lúc bắt đầu thì hắn cũng không có định ý quá lớn với Hạ Thiên, nhưng bây giờ tình huống thật sự không giống. Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di không xuất hiện, hắn có thể xác định hai người bọn họ đã gặp chuyện không may. Từ sau khi cơ thanh ảnh xuất hiện, hắn cho rằng hạ thiên sẽ cấu kết với cơ thanh ảnh để giết chết bạch vân sơn và hoàng tĩnh di điều này làm cho hắn thật sự tức giận này hàn minh phi chú chắc chắn còn chưa tìm được bạch vân sơn và hoàng tĩnh di phải không hạ thiên lười biếng nói chú không cần tìm bọn họ xong cả rồi ta đã xử lý cả hai sau đó dùng hóa thi phấn để tiêu hủy vì vậy chú đừng hòng tìm ra được ngươi dám hủy cả thi thể của bọn họ âm thanh của hàn minh phi chợt trở, trở nên lạnh lùng một luồng sát khí khủng bố chợt bùng ra trên người hắn. Trên đời này không có gì anh không dám làm, chỉ có chuyện anh không thích làm mà thôi. Hạ thiên không cho là đúng, trong giọng nói tràn đầy hương vị khinh thường. Thế nào, không phục sao, không phục thì tiến lên đây, chỉ sợ chú không dám mà thôi. chương 1405, khiêu khích. Hạ thiên, người nghĩ rằng ta không dám ra tay sao? Trong mắt Hàn Minh Phi chợt lóe lên những luồng hào quang lạnh lẽo, chỉ trong nháy mắt thì cả sân thượng giống như bị sát khí của hàn minh phi bao phủ nếu người bình thường có mặt ở đây thì sợ rằng sẽ bị sát khí dọa cho chết ngất nhưng hạ thiên không phải là người thường vì vậy mà sát khí của hàn minh phi thật sự không hiệu quả có bản lĩnh thì cứ ra tay đừng nói không không như vậy hạ thiên dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hàn minh phi hèn gì em chân dài không thích chú chị ấy chắc chắn sẽ không thích loại đàn ông chỉ biết nói suông không đợi hàn minh phi lên tiếng Hạ Thiên nhanh chóng bổ sung. Này, chú biết em chân dài là ai không? Chính là tên riêng của anh dành cho dạ Ngọc Nghị. Thật ra chị ấy còn nhiều tên riêng khác, ví dụ như bánh bao lớn, eo nhỏ. À, chỗ đó của chị ấy rất lớn, sờ vào có cảm giác rất tốt. Còn có eo nhỏ của nàng, ôm vào chắc chắn sẽ rất thoải mái. Chú chưa từng được thử phải không? Nhưng bây giờ anh thật sự thích cặp chân dài của chị ấy, vì vậy nên mới gọi chị ấy là em chân dài. Hạ Thiên vừa nói vừa thầm nghĩ về dạ ngọc mị, người phụ nữ chết tiệt này không chịu phối hợp với hắn, vì vậy hắn chỉ có thể nói hưu nói vượt, hy vọng sẽ có giá trị. Câm mồm, Hàn Minh Phi chợt gầm lên, gương mặt có hơi vặn vẹo, rõ ràng là cực kỳ tức giận. Em chân dài, giá trị của chị bắt đầu biểu hiện rồi. Hạ Thiên thầm nói, hắn vốn cho rằng Hàn Minh Phi rất yêu thích dạ ngọc mị, vì vậy nên trước đó định dùng nàng làm con mồi. Nếu nàng chịu phối hợp thì hắn sẽ đánh cho một trận, hoặc có thể là giả vờ sàm sỡ, hắn tin tưởng Hàn Minh Phi sẽ không nhịn được mà ra tay. Đáng tiếc là nàng không chịu phối hợp, hoàn toàn từ chối, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng lời nói để kích thích Hàn Minh Phi, mà lúc này Hàn Minh Phi quả nhiên bị kích thích. Điều này cũng rất bình thường, phải biết rằng dù là Dạ Ngọc Nghị ở Đại Lục Tiên Vân bị coi là ma nữ, nhưng trong suy nghĩ của Hàn Minh Phi thì nàng chính là tiên tử, băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm. Nhưng bây giờ tiên tử trong suy nghĩ của Hàn Minh Phi lại bị Hạ Thiên sỉ nhục, thậm chí có thể đã bị đối phương đùa bỡn, điều này sao có thể làm cho Hàn Minh Phi chịu được? Hàn Minh Phi, anh đã nói với chú rồi, chú đừng tưởng em chân dài là một khối băng mà nhìn lầm, nhưng cô nàng lên giường thật sự khác biệt, là điển hình của loại người ngoài lạnh trong nóng. Hạ Thiên tiếp tục công kích Hàn Minh Phi. Muốn chết? Hàn Minh Phi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn quát lên một tiếng tức giận, lại đánh ra một trường một luồng chân khí cực mạnh cuốn về phía hạ thiên hạ thiên đã sớm có chuẩn bị hắn tất nhiên sẽ không liều mạng với hàn minh phi hắn biết bây giờ mình không phải là đối thủ của hàn minh phi hắn chỉ là cao thủ kim đan kỳ mà đối phương đã là nguyên anh sơ kỳ trực tiếp cách xa vài cấp độ nếu bây giờ hắn liều mạng cùng hàn minh phi căn bản chỉ là muốn chết vì vậy hắn cũng không do dự mà xoay người bỏ chạy thực tế trước một giây khi phát hiện đối phương sắp ra tay thì hắn đã xoay người vì vậy thực tế hắn bỏ chạy còn sớm hơn khi Hàn Minh Phi ra tay. Chỉ sau khoảnh khắc thì Hạ Thiên đã rời khỏi sân thượng biệt thự và bay đi xa, nhưng hắn cũng không phải bay về phía nhà mình, chính là bay về phía thần Sơn. Vì hắn khởi động sớm hơn nên chỉ trong thời gian ngắn có thể giữ được khoảng cách với Hàn Minh Phi. Tuy Hồ Nguyệt là có vẻ rất rộng nhưng đối với Hạ Thiên và Hàn Minh Phi thì muốn bay qua chỉ mất một lúc mà thôi, vì thế mà chưa đến 2 phút sau thì Hạ Thiên đã xuất hiện trên đỉnh cao nhất của thần Sơn là thiên thần đình. Nhưng lúc này Hàn Minh Phi cũng theo sát phía sau. Tất nhiên hắn cũng không đợi cho Hạ Thiên đứng vững mà nhanh chóng tung trưởng. Một trường này của hắn chứa đựng lực lượng vô cùng, còn có cả sự phẫn nộ. Lúc này Hàn Minh Phi hận không thể một trường đánh chết Hạ Thiên. Yêu nữ chết tiệt kia sao còn chưa tới? Hạ Thiên dẫm phiêu miểu bộ, khó khăn lắm mới tránh khỏi một trưởng của Hàn Minh Phi. Nếu lúc này Cơ Thanh Ảnh không xuất hiện, như vậy hắn sẽ xong. Hạ Thiên vừa dùng hết sức tránh được một trường thì Hàn Minh Phi đã tiếp tục vung trường, một trường này rõ ràng Hạ Thiên khó thoát, nếu cơ thanh ảnh không xuất hiện thì hắn thật sự xong rồi. Khi thấy bàn tay phải của Hàn Minh Phi chỉ còn cách ngực mình một cm, Hạ Thiên thật sự phải vung trường ninh tiếp, hắn vừa thầm mắng cơ thanh ảnh vừa không muốn chờ chết, dù là thế nào cũng phải gắng ngượng thôi. Đúng lúc này trên bầu trời chợt xuất hiện một bàn tay ngọc trong suốt, Hạ Thiên thật sự không xa lạ với bàn tay này, vì nó chính là bàn tay thuộc về cơ Thanh Ảnh. Bàn tay ngọc trong suốt này nhanh chóng tiếp bàn tay phải của Hàn Minh Phi, hầu như cùng lúc này Hạ Thiên đã rời khỏi vị trí cũ, thay thế vào đó chính là một tiên tử mặc cung trang xanh biếc, chính là cơ Thanh Ảnh mà Hạ Thiên trông mong xuất hiện. Ầm, uhm, một tiếng nổ khá lớn vang lên, một dòng khí cực mạnh bùng ra. Hàn Minh Phi kêu lên một tiếng đau đớn, hắn lui về phía sau vài bước, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi cơ thanh ảnh đứng ngạo nghễ chỗ cũ thật sự không chút sứt mẻ gió núi thổi ùa mái tóc của nàng càng làm cho tư thế thêm đẹp đẽ sau lần đầu tiên đối trưởng thì cao thấp đã rõ ràng không thể nghi ngờ hàn minh phi và cơ thanh ảnh có sự tranh lệch và thậm chí là đang dần mở rộng bây giờ hàn minh phi thật sự không là đối thủ của cơ thanh ảnh cơ sư muội hạ thiên sát hải bạch sư đệ và hoàng sư muội muội còn muốn che chở cho hắn sao hàn minh phi cực kỳ tức giận hàn sư huynh Ta nhớ ta đã nói rồi, ta không hy vọng huynh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ta còn nhớ mình đã nói rồi, mạng của Hạ Thiên là của ta, ngoài ta thì không ai có thể giết hắn. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Minh Phi. Hàn sư huynh, huynh không phải muốn gây khó cho ta sao? Cơ sư muội, sau khi trở về sư môn thì ta sẽ báo cáo rõ ràng sự việc lần này. Hàn Minh Phi oán giận nói. Đánh không lại thì đi về tố cáo với sư phụ đúng là không phải đàn ông. Hạ Thiên đón lời, trong giọng nói có chút trêu tức. Hạ Thiên, người trốn sau lưng nữ nhân, có tư cách gì nói ta không phải là đàn ông? Hàn Minh Phi dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Anh có phải là đàn ông hay không thì chỉ có em chân dài là biết rõ nhất. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nếu không thì chú đi hỏi em chân dài xem anh có phải là đàn ông không. Hàn Minh Phi dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, hắn cũng không ngốc, Hắn biết rõ đối phương cố ý kích thích mình nhưng thật sự là khó thể chế ngự được cơn giận. Hàn sư huynh, huynh cho rằng mình có thể quay về sao? Cơ Thanh Ảnh dùng giọng lạnh lùng nói, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Minh Phi, giống như nhìn một người đã chết. Hàn Minh Phi chợt chấn động, vẻ mặt hắn có hơi biến đổi. Cơ sư muội, muội muốn hạ sát ta sao? Vì một người ngoài như Hạ Thiên mà muội muốn tàn sát sư huynh đệ đồng môn à? Hà. Hàn Minh Phi, chú quá ngốc. Cô ấy không phải là người ngoài, mà là vợ anh." Hạ Thiên tiếp một câu, câm miệng. Cơ Thanh Ảnh chợt trừng mắt nhìn Hạ Thiên. "Cơ sư muội, Bạch sư đệ và Hoàng sư muội có phải do muội ra tay không?" Hàn Minh Phi lại chất vấn. "Thằng ngốc, đã nói là anh xử lý hai người bọn họ." Hạ Thiên có chút khó chịu, chẳng lẽ không có ai tin hắn làm được điều này sao? "Hàn sư huynh, nếu Bạch Vân Sơn và Hoàng Tính gì đều đã chết, huynh nên đi theo bọn họ." phải biết rằng huynh cùng một tổ với bọn họ, mà huynh vốn có nhiệm vụ lo lắng cho bọn họ. Ánh mắt Cơ Thanh Ảnh vẫn rất lạnh, trong giọng nói càng mang theo vài hương vị lãnh khốc. Huynh muốn tự nhận lỗi mà tự sát hay muốn ta thay mặt sư môn để trừng phạt? Thay mặt sư môn trừng phạt sao? Hàn Minh Phi giống như nghe được một câu chuyện cực kỳ đáng cười. Ha ha, thay mặt sư tôn trừng phạt, Cơ sư muội, nói những lời này mà không biết ngưỡng sao? xem ra hàn sư huynh không muốn tự sát nhận lỗi ta cũng chỉ có thể thay sư tôn thanh lý môn hộ cơ thanh ảnh nói mà mặt không đổi sắc nàng nói xong thì bước ra một bước chỉ xích thiên nhai chỉ sau khoảnh khắc thì cơ thanh ảnh đã xuất hiện sau lưng hàn minh phi nhưng quỷ dị chính là một bàn tay ngọc lại đánh về phía ngực của hàn minh phi hàn minh phi cũng nhanh chóng vung trưởng nghinh tiếp nhưng lúc này bàn tay ngọc trợt biến mất lại xuất hiện sau lưng hàn minh phi kết quả là hắn bị đánh trúng vào sau lưng mà hắn chưa kịp có phản ứng thì đã bị một trường của cơ thanh ảnh đánh bay. á, à, hàn minh phi chợt kêu lên đau đớn, hắn văng ra ngoài vài trượt, sau đó xoay người một vòng trên không mới miễn cưỡng rơi xuống đất, cơ thể lay động vài cái, cuối cùng cũng không vững vàng nhưng chẳng qua lại không ngã xuống. lúc này hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. vào lúc này cơ thanh ảnh chợt sải bước, một bàn tay ngọc lại xuất hiện trên không trung, nhanh chóng vỗ về phía đầu hàn minh phi nếu một trưởng này trúng đích thì hàn minh phi thật sự phải chết hạ thiên có chút hưng phấn hàn minh phi này sắp xong mạng rõ ràng yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh kia mạnh hơn dạ ngọc mị rất nhiều trước đó dạ ngọc mị không chịu phối hợp nhưng cơ thanh ảnh thì phối hợp rất tốt nhưng hạ thiên chợt phát hiện mình vui mừng hơi sớm vì khi một trưởng của cơ thanh ảnh sắp vỗ xuống đầu của hàn minh phi đột nhiên có một vầng hào quang màu bạc phóng đến mục tiêu là ngọc trưởng của cơ thanh ảnh Lúc này Hàn Minh Phi đã không còn làm ra bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng một trưởng của Cơ Thanh Ảnh có thể giải quyết Hàn Minh Phi, nhưng vấn đề là nếu nàng không thu tay thì sẽ bị thương, mà nàng cũng không muốn bàn tay xinh đẹp xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Cơ Thanh Ảnh có chút do dự, sau đó nàng lui lại và thu tay, cơ thể lui ra sau vài mét, bay xuống bên cạnh Hạ Thiên. Cùng lúc này có một người xuất hiện bên cạnh Hàn Minh Phi. Chương 1406, hắn là hoàng hậu của ta. Đây là một người phụ nữ trông rất trưởng thành, có lẽ đã 40 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh ra trời thêu một con bướm màu vàng. Người này có dáng điệu rất tốt, tất nhiên những phụ nữ tu tiên thường là như thế, nhưng dung mạo của nàng chỉ là bình thường, hoàn toàn chưa nói là xinh đẹp, kém cơ thanh ảnh rất nhiều, so sánh với hoàng tĩnh gì thì cũng là kém hơn hẳn. Thực tế nếu ném nàng vào trong đám phụ nữ của thế giới này, nếu cho mặc quần áo bình thường, chắc chắn sẽ vùi chôn trong đám người, căn bản không có người đàn ông nào chú ý đến. Nhưng Hạ Thiên biết người phụ nữ này tuyệt đối không bình thường, nàng ta chỉ dùng một kiếm đã có thể cứu Hàn Minh Phi, mà bây giờ nàng xuất hiện thì vẻ mặt Hàn Minh Phi thật sự có chút vui sướng. Lúc này gương mặt đẹp của cơ thanh ảnh thật sự có chút bất an, có chút sầu lo, rõ ràng người phụ nữ kia đem đến áp lực cho cơ thanh ảnh. Người thứ năm Hạ Thiên thầm nói, đây là người thứ năm trong số 12 tên đệ tử của phiêu miểu tiên môn mà Hạ Thiên được gặp ở thế giới này hắn đã gặp 5 người, xem ra còn một nửa số đó đang ở bên ngoài. Hàn sư đệ, cơ sư muội, các người đang làm gì vậy? Giọng điệu ôn hòa vang lên, âm thanh xuất phát từ miệng của người phụ nữ trung niên vừa xuất hiện. Nàng đưa mắt nhìn Hạ Thiên, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, rõ ràng nàng không quan tâm đến hắn. Điều này cũng là bình thường, đối với những người như nàng, Hạ Thiên căn bản chỉ là những tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao nếu không phải lúc này hạ thiên đang đứng cùng cơ thanh ảnh như vậy nàng chỉ sợ sẽ không thèm nhìn nam cung sư tỷ tỷ đến vừa đúng lúc cơ sư muội cấu kết với người ngoài để sát hại hoàng sư muội và bạch sư đệ bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu hàn minh phi nói bằng giọng cực kỳ phẫn nộ hắn không thể không tức giận nếu không phải nam cung sư tỷ xuất hiện hắn căn bản đã xong rồi cơ sư muội thật sự có việc này sao nam cung sư tỷ nhìn cơ thanh ảnh lông mày khẽ trao lại Giống như thật sự khó mà tin được. Nam cung sư tỷ, lời nói một bên mà tỷ cũng tin được sao? Cơ Thanh ảnh vẫn dùng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, nàng giống như không muốn giải thích, nhưng tình thế bây giờ làm nàng không thể không giải thích. Sau khi đi vào thế giới này thì ta chưa từng gặp Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di, ta còn nghi ngờ bọn họ chết trong tay của Hàn sư huynh. Cơ sư muội, vừa rồi Hạ Thiên đã thừa nhận chuyện này, muội còn phủ nhận sao? hàn minh phi tức giận nói hạ thiên sao nam cung sư tỷ nhíu mày sau đó nàng nhìn về phía hạ thiên hàn sư đệ là hắn sao hắn là ai nam cung sư tỷ hắn là hạ thiên là người tu tiên của thế giới này hơn nữa hắn biết phiêu miểu bộ pháp còn tự xưng là chồng của thanh nhã sư muội ta tin hắn biết thanh nhã sư muội đang ở đâu vì vậy cố gắng tìm ra vị trí của thanh nhã sư muội từ miệng hắn Đáng tiếc là cơ sư muội cứ mãi ngăn cản, đêm nay lại càng muốn giết ta." Hàn Minh Phi đưa mắt nhìn Hạ Thiên, ngày thường hắn khá tỉnh táo, bây giờ hắn thật sự rất tức giận. Chồng của Thanh Nhã sư muội. Vẻ mặt Nam cung sư tỷ cực kỳ kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên hơn 10 giây, sau đó nàng lắc đầu. Điều này là không thể. Không đợi người khác lên tiếng, Nam cung sư tỷ lại mở miệng, nhưng lúc này nàng lại nhìn về phía Hạ Thiên ngươi là hạ thiên sao ta là nam cung yến đến từ phiêu miểu tiên môn ngươi có phải biết thanh nhã sư muội đang ở đâu không đúng vậy ta biết rõ cô muốn biết sao hạ thiên hỏi ngược lại một câu thật ra các người muốn biết cũng không có vấn đề tôi có thể nói cho các người biết chỉ với một điều kiện mà thôi điều kiện gì nam cung yến hỏi à điều kiện rất đơn giản cô giết chết hàn minh phi thì tôi nói hạ thiên hời hợt nói Nam Cung Yến khẽ lắc đầu. Hạ Thiên, điều này là không thể, ngươi có thể đổi điều kiện khác, hoặc là ngươi trước tiên có thể nói vì sao muốn giết Hàn Sư Đệ. Chắc chắn Hàn Sư Đệ sẽ không có thâm cửu đại hận gì với ngươi phải không? Vì hắn muốn giết tôi, vì vậy tôi cũng muốn xử lý hắn, còn thâm cửu đại hận, thật ra tôi cướp một tình nhân trong mộng của hắn. Cô biết không, Hàn Minh Phi ngu ngốc này rất yêu thích dạ ngọc mị. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, Dạ Ngọc Mị chân dài cũng là vợ tôi. Dạ Ngọc Mị. Vẻ mặt Nam Cung Yến chợt biến đổi. Nàng ta còn sống. Tất nhiên là còn sống. Đồng thời cũng sống rất tốt. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tóm lại nếu cô muốn biết Thần Tiên tỷ tỷ ở đâu thì trước tiên xử lý tên ngốc Hàn Minh Phi này. Tất nhiên nếu Hàn Minh Phi tình nguyện tự sát thì tôi cũng sẽ không quá so đo. Nam Cung Yến có chút trầm ngâm. Sau đó nàng nhìn Cơ Thanh ảnh. Cơ sư muội ta muốn hỏi một chút, vì sao muội lại che chở cho người ngoài? Chẳng lẽ muội muốn một mình tìm được Nguyệt Thanh Nhã từ miệng hắn sao? Nam Cung Sư tỷ, đối với ta thì hắn không phải là người ngoài, hắn là hoàng hậu của ta. Cơ thanh ảnh lạnh lùng nói. Hoàng hậu, Nam Cung Yến chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng cười khổ. Ta thiếu chút nữa thì quên, trong thế tục thì cơ sư muội chính là nữ hoàng tương lai của hoàng triều họ cơ. Này, cái gì là hoàng hậu? hoàng hậu đều là phụ nữ, cô mới là hoàng hậu của tôi. À, không đúng, tôi không phải là hoàng đế, tóm lại tôi là đàn ông của cô, không phải là hoàng hậu chó má gì cả. Hạ Thiên cũng rất bức bối, hắn đường đường là một người đàn ông nhưng lại bị biến thành hoàng hậu, đúng là không có thiên lý. Đáng tiếc là cơ thanh ảnh rõ ràng không muốn nói lý lẽ, nàng hoàn toàn không quan tâm đến lời kháng nghị của Hạ Thiên, nàng chỉ nhìn Nam Cung Yến và tiếp tục nói. Nam Cung Sư tỷ, Hàn Sư Huynh muốn giết Hoàng hậu của ta, tất nhiên ta phải xử lý hắn, cho dù đến trước mặt Sư Tôn, ta tin Sư Tôn cũng sẽ không trách phạt, ta hy vọng tỷ cũng không cần quan tâm. Cơ Sư muội, chuyện đúng sai giữa hai người thì ta thật sự không thể nào xét đoán cho được, nhưng sau này khi quay về Sư Môn thì sẽ mời Sư Tôn quyết định. Lúc này đã có ta ở đây, ta cũng không muốn các người xử lý lẫn nhau, vì vậy dù là ai đúng ai sai thì cũng không thể tiếp tục ra tay. Nam Cung Yến có hơi trầm ngâm, ta thấy như thế này đi, cơ sư muội, muội và hoàng hậu nên rời khỏi đây, còn hàn sư đệ, bây giờ đệ ấy có thương thích, sẽ do ta chăm sóc. Ta có thể đảm bảo hàn sư đệ không tấn công hạ thiên, mà muội cũng không được tấn công hàn sư đệ. Nam Cung Yến dừng lại một chút rồi tiếp tục bổ sung. Ta sẽ xử lý chuyện này rất công chính, nếu giữa hai người có ai phát động công kích, ta sẽ giúp người còn lại. Cơ thanh ảnh nhìn chằm chằm vào Nam Cung Yến, Mười giây sau nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi nói. Đi. Không đợi Hạ Thiên trả lời, cơ thanh ảnh đã chụp lấy cánh tay của hắn rồi xảy bước vào màn đêm. Đến khi cơ thanh ảnh hoàn toàn biến mất thì Nam Cung Yến mới quay đầu nhìn Hàn Minh Phi, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Hàn Sư Đệ, người có thể nói những gì xảy ra được không? Bên cạnh Hồ Nguyệt Lạc, cơ thanh ảnh đứng từ xa nhìn thiên thần đỉnh, vẻ mặt nàng cực kỳ lạnh lùng. Này, có phải cô không đánh lại Nam Cung Yến kia không? Hạ Thiên lúc này không nhịn được phải nói. Mười năm trước cô ta đã là cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, ta mới tiến lên Nguyên Anh Trung Kỳ vào vài ngày trước, nhưng bây giờ nếu thật sự ra tay thì ta cũng không sợ. Cơ thanh ảnh quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu trượt lạnh lẽo. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của Hàn Minh Phi, nếu hai người bọn họ liên thủ thì chúng ta cũng khó sống. Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa đã xử lý Hàn Minh Phi hạ thiên có chút buồn bực cơ hội như vậy là rất quý giá sau này sợ rằng sẽ không còn không cần đáng tiếc hàn minh phi sẽ không sống lâu cơ thanh ảnh nhìn về phía thiên thần đỉnh cặp mắt xinh đẹp có chút chế nhạo hàn minh phi cho rằng gặp được cứu tinh lại không biết mình rơi vào bẫy dập ta thấy hắn sẽ khó qua khỏi đêm nay cái gì hạ thiên chợt có chút mơ hồ cô nói nam cung yến kia cũng có vấn đề sao lại không có vấn đề Cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng. Người khác không biết lai lịch của nàng ta, nhưng ta biết rất rõ, lần này ta được phân cùng một tổ với nàng ta, vừa đến thế giới này thì ta đã tách ra ngay, nhưng không ngờ nàng ta vẫn tìm đến. Cô nói cô ta tìm đến không phải là vì Hàn Minh Phi, mà là vì tìm cô. Hàn Minh Phi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Người cũng không ngốc. Cơ thanh ảnh lạnh lùng nói, sau đó nàng xoay người. Người tốt nhất nên rời khỏi chỗ này, không cần dựa vào ta để có thể cứu giúp đừng nói ta không nhắc nhở trước vào thời điểm mấu chốt thì ta chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi cơ thanh ảnh vừa nói xong thì cùng chỉ xích thiên nhai biến mất trong mắt hạ thiên yêu nữ chết tiệt này xem ra khá trực tiếp hạ thiên nói thầm một câu sau đó hắn đi về phía biệt thự mặc kệ cơ thanh ảnh nói là thật hay giả hắn thật sự không thể nào xử lý được hàn minh phi vì vậy cũng nên rời khỏi chỗ này hạ thiên nhanh chóng đi vào biệt thự đi lên lầu 2, đứng ngoài phòng ngủ của dạ Ngọc Mị. Hắn đang định đưa tay gõ cửa thì cửa mở, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của nàng chợt xuất hiện trước mặt hắn. À, em chân dài, chúng ta nên rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, sau đó nói. Hạ Thiên nhất định phải đi, hắn hy vọng dạ Ngọc Mị cũng nên đi. Tất nhiên nếu nàng không đi thì hắn thật sự không có biện pháp, chỉ đành để nàng ở lại mà thôi. Dạ Ngọc Mị không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng chỉ trực tiếp đi về phía bên ngoài. Này, em chân dài, chị đi đâu vậy? Hạ thiên ngây người rồi đuổi theo. Cậu không phải nói phải đi sao? Dạ Ngọc Nghị tức giận nói. Hạ thiên chợt sướng sờ, em chân dài này dễ nói chuyện như vậy từ khi nào? Xem ra lòng giả dạ của phụ nữ thật sự khó dò. Trường 1407, Song Phi. Em chân dài, chúng ta đến thành phố Giang Hải. Tuy Hạ Thiên cảm thấy buồn bực vì dạ ngọc mị trợt phối hợp với mình, nhưng đây là kết quả mà hắn thật sự mong đợi, hắn cũng không hy vọng nàng ở lại chỗ này. Vì hắn cảm thấy ở lại nơi đây rất nguy hiểm, dù là Hàn Minh Phi hay Nam Cung Yến cũng đều là những người mà nàng khó thể đối phó được, đồng thời thần tiên tỷ tỷ cũng hy vọng mình và nàng có thể đi với nhau, hắn cũng không muốn làm trái lời của thần tiên tỷ tỷ. Khi thấy dạ ngọc mị không phản đối thì Hạ Thiên nhanh chóng đi vội về phía thành phố Giang Hải, hắn vốn định giải quyết hàn minh phi xong mới quay về giang hải nhưng đáng tiếc thế sự vô thường hắn cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch mà thôi dạ ngọc nghị quay đầu nhìn dãy thần sơn ở phương xa nàng thật sự có hoài niệm với chỗ này nhưng nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi sau đó lập tức đi theo hạ thiên hạ thiên cũng không ngự khí phi hành tuy như vậy nhanh hơn nhưng hắn lại lo lắng nam cung yến vì nếu hắn ngự khí phi hành thì sẽ dễ bị đối phương phát hiện ra vì thế hắn muốn rời khỏi thành phố nhạc nam trước sau đó ngự khí phi hành cũng không muộn. Nam Cung Yến xuất hiện làm cho Hạ Thiên chợt cảm thấy gấp gáp, cũng làm cho hắn ý thức được mình ký thác tất cả vào Cơ Thanh Ảnh là không thể được, vì Nam Cung Yến thật sự còn mạnh hơn cả Cơ Thanh Ảnh. Theo lời Cơ Thanh Ảnh thì nếu Nam Cung Yến cùng hợp tác với Hàn Minh Phi, như vậy thật sự là phiền toái lớn. Bây giờ Hạ Thiên chỉ hy vọng yêu nữ Cơ Thanh Ảnh nói thật, nếu Nam Cung Yến thật sự xử lý Hàn Minh Phi, như vậy là một tin tốt với hắn hắn chỉ ước gì đám người phiêu miểu tiên môn kia tàn sát lẫn nhau chết sạch cho rồi hạ thiên nghĩ đến nam cung yến thì trong đầu chợt bùng ra một ý nghĩ dạ ngọc mị tự dưng phối hợp như vậy không phải vì nam cung yến xuất hiện đấy chứ vì chưa đến một giờ mà thái độ của nàng thay đổi rất lớn hình như có nguyên nhân gì khác nếu có thì cũng chỉ là sự xuất hiện của nam cung yến mà thôi em chân dài chị cũng biết nam cung yến sao hạ thiên không nhịn được phải hỏi một câu Nam Cung Yến có độ tuổi khá lớn, 20 năm trước có lẽ đã lớn hơn cả Dạ Ngọc Mị, vì vậy Dạ Ngọc Mị có thể quen biết Nam Cung Yến là điều bình thường. Không giống như Cơ Thanh Ảnh, vì 20 năm trước Cơ Thanh Ảnh chỉ là một nha đầu nhỏ tuổi mà thôi. Có quen biết. Dạ Ngọc Mị trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Có quen biết sao? Hạ Thiên ngây người. Chị thấy cô ta xuất hiện nên mới muốn đi phải không? Chẳng lẽ cậu cũng không phải như vậy sao? Dạ Ngọc Mỹ tức giận hỏi ngược lại. Tôi vốn có quyết định quay về Giang Hải. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn dùng giọng nghi hoặc lầm bầm. Đúng là kỳ quái, Nam Cung Yến kia ngoài hơi xấu thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng sao cả em chân dài và cơ thanh ảnh đều sợ. Nếu không phải ở lại nơi quỷ quái này 20 năm qua, tôi cần gì phải sợ cô ta? Dạ Ngọc Mỹ nói mang theo vài phần oán giận. Em chân dài, thật ra chị cũng không cần sợ, người phụ nữ Nam Cung Yến kia chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi, chờ tôi học xong đệ lục châm thì sẽ biến chị thành người còn mạnh hơn cả cô ta, đến lúc đó chị chỉ cần tùy tiện tung trưởng cũng có thể xử lý đối phương. Hạ Thiên An ủi dạ Ngọc Mỹ một câu, sau đó hắn bắt đầu phi hành. Lúc này bọn họ đã rời khỏi nội thành của Nhạc Nam, vì vậy có thể ngự khí phi hành, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Dạ Ngọc Mỹ cũng xuất hiện trên không trung, nàng song song phi hành với Hạ Thiên, tu vi của nàng bây giờ còn cao hơn cả Hạ Thiên, vì vậy muốn đi theo là rất dễ dàng. Nam Cung Yến chưa hẳn chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Cô ta sẽ có tu vi gì? Hạ Thiên chợt buồn bực. Này, em chân dài, rốt cuộc Nam Cung Yến kia là ai? Dạ Ngọc Mị cũng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, rõ ràng nàng không muốn nói chuyện này với hắn. Hạ Thiên lại hỏi thêm vài câu, dạ Ngọc Mị quyết định không quan tâm, điều này làm cho hắn thật sự buồn bực cũng dứt khoát không hỏi nữa trong lòng thầm mắng dạ ngọc mị thêm vài câu em chân dài kia buồn vui vô thường tám phần là do nội tiết mất cân đối cuối cùng cũng là vì thiếu đàn ông mà thôi em chân dài tôi xử lý bạch vân sơn và hoàng tĩnh di ở chỗ kia đi thêm được một lúc hạ thiên lại lên tiếng hắn vẫn rất rảnh rỗi đáng tiếc là dạ ngọc mị vẫn không quan tâm em chân dài chị nói xem bây giờ chúng ta có phải là cặp đôi song phi không? Hạ Thiên bắt đầu đùa giỡn dạ Ngọc Mị. Nhưng dạ Ngọc Mị vẫn không có phản ứng. Hạ Thiên lại buồn bực. Được rồi, xem ra chị cũng hiểu là chúng ta đang song phi. Lúc này dạ Ngọc Mị chợt có phản ứng, nàng ra tóc bay vượt xa Hạ Thiên vài trăm mét, vì vậy mà bọn họ không còn bay cùng một chỗ, cũng không tính là song phi, nhiều lắm cũng là một bay trước một bay sau mà thôi. Nhưng lần này thì tình huống khá bình thường, Nam bay theo nữ, không còn là nữ theo nam như khi từ thanh phong sơn đi xuống núi thiên thần đỉnh trong dãy thần sơn hạ thiên này xem ra có chút bản lĩnh. Sau khi nghe xong những lời tự thuật của hàn minh phi thì nam cung yến không khỏi có chút tiếc hận, hình như nàng hối hận vì trước đó để cho hạ thiên bỏ chạy. Hắn có thể tìm được sự yêu ái của thanh nhã sư muội và dạ ngọc nghị, ngay cả cơ sư muội cũng có yêu đái, dù là ở đại lục tiên vân cũng không có một nam nhân như vậy. Nam Cung Sư tỷ Hạ Thiên thật sự không phải là người thường, tuy tu vi của hắn không tính là cao vời nhưng hình như có một công pháp tu luyện đặc thù, hắn hình như có thể tu luyện rất nhanh ở thế giới không có linh khí này. Trước đó ta còn thấy nên chậm rãi tìm cơ hội để tra xét, có thể tìm được thanh nhã sư muội từ hắn, nhưng bây giờ ta phát hiện chúng ta muốn giải quyết hắn thì phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thì càng về sau càng nguy hiểm. Hàn Minh Phi nói có vài phần sầu lo. Nhưng, cơ sư muội nếu tiếp tục ngăn cản thì chúng ta cũng khó thể nào thực hiện theo kế hoạch được. Hàn sư đệ, người cũng không cần gấp, việc này ta sẽ giải quyết. Nam Cung Yến mỉm cười. Tạm thời cũng mặc kệ nhiều thứ như vậy, trước tiên ta sẽ giúp đỡ người chữa thương, thế giới này thiếu linh khí, chính người muốn chữa thương cũng rất khó khăn. Vâng, cảm ơn Nam Cung sư tỷ. Hàn Minh Phi khẽ gật đầu, thương thế của hắn thật sự không nhẹ, nếu muốn chữa thương cho mình ở thế giới này thì thật sự có chút khó khăn, nếu có Nam Cung Yến tương trợ, như vậy hắn sẽ khôi phục nhanh hơn. Buổi tối ở thiên thần đỉnh chính là một nơi chữa thương rất tốt, nếu so sánh với những nơi khác thì chỗ này linh khí nồng đậm hơn, lại yên tĩnh, căn bản không ai đến quấy dày. Hàn Minh Phi khoanh chân ngồi xuống đất, sau lưng hắn chính là Nam Cung Yến cũng ngồi khoanh chân, hai bàn tay của nàng cùng đặt lên sau lưng Hàn Minh Phi một luồng chân khí cực mạnh chợt phóng vào trong cơ thể của Hàn Minh Phi như thác lũ, nó dùng tư thế phá nát tất cả để nhanh chóng tiến vào kỳ kinh bát mạch và lục phủ ngũ tạng của hắn. Biến cố quá đột nhiên làm cho Hàn Minh Phi căn bản không kịp phòng bị, vì thế mà lúc này tai mũi miệng của hắn đều trào máu tươi, nhưng thật sự là thất khiếu chảy máu, gương mặt trở nên cực kỳ đáng sợ, như lệ quỷ. Vì, vì sao? Hàn Minh Phi cố gắng quay đầu dùng cặp mắt đầy máu nhìn Nam Cung Yến, Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Nam Cung sư tỷ thường ngày cực kỳ hòa thuận lại cho hắn một đòn chí mạng. Lúc này nàng cho hắn một đòn chí mạng, lần này cơ thể hắn bị tàn phá thật sự không thể nào chịu nổi. Hàn sư đệ, ở thế giới này ngươi đã không còn giá trị tồn tại, sao không cho ra chút cống hiến? Nam Cung Yến chẳng còn chút biểu hiện ôn hòa nào khác, thay thế vào đó là sự cay độc, còn có chút điên cuồng. Chờ ta nuốt xong nguyên anh của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi xử lý Cơ Thanh Ảnh và cả Hạ Thiên." Hàn Minh Phi nghe nói như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, lúc này một bóng người cực nhỏ từ trên đỉnh đầu hắn thoát ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa, rõ ràng muốn chạy trốn. "Hàn sư đệ, bây giờ muốn chạy cũng đã muộn rồi." Nam Cung Yến cười lạnh một tiếng, nàng chợt biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó nàng đuổi bắt theo bóng người kia, chộp tay đến, muốn bắt lại. Nam Cung Yến Người vui mừng hơi sớm rồi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, là âm thanh của Cơ Thanh Ảnh. Trên không trung phía trước, Cơ Thanh Ảnh chợt xuất hiện không chút dấu hiệu, thanh kiếm của nàng đang có trăm thanh kiếm nhỏ xoay tròn xung quanh, khi tiếng hừ lạnh của nàng vang lên thì hàng trăm thanh kiếm phóng về phía Nam Cung Yến. Cặp mắt Nam Cung Yến cực kỳ ngưng tụ, nàng không phải lần đầu tiên được biết về Cơ Thanh Ảnh, tất nhiên nàng hiểu rõ chiêu thức này của đối phương có uy lực rất lớn. Dù công lực của nàng cao hơn Cơ Thanh Ảnh một chút, nhưng nếu nàng muốn tiếp nhận 100 thanh kiếm kia thì thật sự cũng khó, không tốt sẽ bị thương. Cơ Thanh Ảnh, ta lại đánh giá thấp ngươi rồi. Nam Cung Yến cũng không thể không tránh né, nàng không muốn bị thương, vì bị thương trong thế giới này cực kỳ phiền phức, nếu muốn chữa thương là rất khó khăn, vì nơi đây căn bản không có linh khí. Cơ sư muội cứu ta với. Bóng người nhỏ kia chợt mở miệng, nhưng vài thanh kiếm nhỏ đã xuyên qua người hắn, thậm chí hắn còn không kịp kêu lên một tiếng mà hoàn toàn biến mất. Hình thần câu diệt. Hầu như cùng một thời gian, Cơ Thanh Ảnh xoay người, nàng dùng bộ pháp chỉ xích thiên nhai để bước đi, trăm thanh kiếm nhỏ cũng biến mất không còn. Đến lúc này Nam Cung Yến mới phát hiện mục tiêu của Cơ Thanh Ảnh không phải là mình, chính là tiêu diệt nguyên anh của Hàn Minh Phi, không cho mình cơ hội nuốt nguyên anh của Hàn Minh Phi. Cơ Thanh Ảnh, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ ăn sạch nguyên anh của ngươi. Nam Cung Yến cực kỳ phẫn nộ, nếu nuốt được một nguyên anh thì công lực của nàng sẽ tăng thêm, nhưng khốn nổi vào lúc này cơ thanh ảnh lại phá đi cơ hội ngàn năm một thuở của nàng. chương 1408, người làm như vậy rõ ràng là bội bạc tình nghĩa. 9 giờ tối, thành phố Giang Hải, trong biệt thự của Tôn Hinh Hinh. Lúc này chủ nhân là Tôn Hinh Hinh đã rời khỏi biệt thự để đến Thanh Phong Sơn, nhưng lúc này người đàn ông rất ít quay về đã trở lại, nhưng người đàn ông này lại mang về một nữ chủ nhân khác. À, nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa nữ chủ nhân, vì Hạ Thiên xem ra em chân dài lúc này chỉ có thể coi là một nửa bà vợ mà thôi. Nửa giờ trước Hạ Thiên đã quay về thành phố Giang Hải, nhưng hắn cũng không lựa chọn ở trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, cũng không phải hắn không muốn ở đó. Căn bản là dạ Ngọc Mỹ tương đối nguy hiểm, hơn nữa cơ thanh ảnh kia cũng tương đối nguy hiểm. Hạ Thiên không muốn mang đến nguy hiểm cho Kiều Tiểu Kiều và mọi người, vì thế mà hắn chọn biệt thự của Tôn Hinh Hinh. Vì Tôn Hinh Hinh không có mặt vì vậy mà cô gái Đinh Linh cũng không có mặt, biệt thự này chỉ còn lại hai người là Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị. Thời gian rất cấp bách, Hạ Thiên cũng không muốn làm chậm trễ thời gian, vừa về thành phố Giang Hải là hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch dùng nghịch thiên bát châm để tăng trưởng công lực. Lúc này trong các bà vợ ở thành phố Giang Hải thì chỉ có Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama là không thích hợp để thi châm, nhưng ngoài hai nàng thì Liễu Vân Mạn, An Khả Khả và Thư Tịnh đều có thể, còn có cô bạn gái Vương Tiểu Nha cũng rất thích hợp. Hạ Thiên vốn định đầu tiên là thi châm cho Liễu Vân Mạn, nhưng sau khi nàng biết thi châm sẽ phải chạy lên Thanh Phong Sơn thì nói hắn trước tiên nên thi châm cho những người khác, nàng cần phải sắp xếp sự việc trong trại trẻ mồ côi. Vì vậy mà đối tượng thi châm đầu tiên của hắn chuyển thành An Khả Khả. An Khả Khả bây giờ đã là ngôi sao sáng, có nhiều quảng cáo nàng thích thì làm mà không thích sẽ không làm, vì vậy thời gian của nàng là tương đối tự do. Mặt khác nàng ký kết công tác với công ty giải trí của Kiều Đông Hải nói trắng ra đó giống như nhà của nàng, dù nàng cả năm không làm gì cũng chẳng ai dám nói gì. Chưa đến 10 giờ thì Hạ Thiên đã tiếp đón An Khả Khả đến biệt thự, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, An Khả Khả rõ ràng không cần dùng đan dược tăng trưởng công lực mà có thể trực tiếp thi châm. Điều này đối với hắn là chuyện tốt, vì đan dược của hắn cũng thật sự không đủ, còn những phương diện khác tất nhiên sẽ là giảm bớt được khá nhiều thời gian. Sáng sớm ngày hôm sau An Khả Khả thành công trở thành cao thủ kim đan kỳ. Sau đó nàng được đưa lên Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không biết Thần Tiên tỷ tỷ cần nhiều cao thủ Kim Đan kỳ như vậy làm gì, hắn cũng không cần biết rõ Thần Tiên tỷ tỷ đang làm gì, vì tất cả đều vì tốt cho hắn, cũng không cần biết cụ thể làm gì. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hạ Thiên lại tiếp đón Liễu Vân Mạn, sau một buổi tối thì Liễu Vân Mạn cũng được đưa lên Thanh Phong Sơn. Hắn cũng không nghỉ ngơi, sau đó thi châm cho Vương Tiểu Nha, đến sáng hôm sau Vương Tiểu Nha trở thành một cao thủ Kim Đan kỳ nhỏ tuổi nhất tất nhiên cũng bị đưa lên Thanh Phong Sơn. Đến lúc này tu vi của Hạ Thiên đã đến mức Kim Đan trung kỳ, nhưng lúc này thật sự còn quá xa xôi đến cấp bậc Nguyên Anh kỳ. Liên tục tạo ra vài cao thủ Kim Đan kỳ, Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút mỏi mệt, đợi đến khi Vương Tiểu Nha được đưa đi, hắn trực tiếp ngủ luôn trên giường. Một giấc ngủ mãi đến tối, đến khi hắn tỉnh lại thì trên giường đã có thêm một người, đó cũng không phải là ai khác, chính là Thư Tịnh. "Vợ Tịnh Tịnh, chị đến rồi." Khi thấy Thư Tịnh thì Hạ Thiên cũng không có chút bất ngờ, vì Thư Tịnh chính là đối tượng được thi châm tiếp theo, đợi sau đêm nay thì Thư Tịnh sẽ chính thức trở thành cao thủ kim đan kỳ. Cậu đói bụng chưa, tôi vừa mua thức ăn ở bên ngoài, cậu xuống dùng cơm đi. Thư Tịnh đến đã khá sớm, nhưng sau khi nàng đến thì phát hiện Hạ Thiên đang ngủ, vì vậy cũng không muốn quấy rầy hắn. Hạ Thiên gật đầu, hắn thật sự rất đói, vì vậy mà nhanh chóng kéo Thư Tịnh xuống lầu, ăn như sói như hổ miễn cưỡng lấp đầy bụng, sau đó chuẩn bị thi châm cho nàng. Đúng rồi, buổi trưa Tống Ngọc Mỹ có điện thoại cho cậu, lúc đó cậu chưa tỉnh nên tôi tiếp điện thoại, Tống Ngọc Mỹ nói cho cậu biết, đưa đến một cao thủ kim đan kỳ nữa là được. Nhưng chị ấy còn nói, nếu cậu lo lắng cho an toàn của những người khác, cũng có thể đưa đến thêm vài người nữa. Thư tịnh lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện khác. Như vậy à, thế thì quá tốt, vợ tịnh tịnh, sau buổi tối này thì chị sẽ lên thanh phong sơn. Hạ Thiên kéo thư Tịnh lên lầu, nhưng đúng lúc trong phòng khách biệt thự chợt có thêm một người, đúng là Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh quét mắt nhìn đám người trong phòng, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Dạ Ngọc Mị, sau đó nàng chợt nhào về phía Dạ Ngọc Mị. "Này, cô làm gì vậy?" Hạ Thiên chợt kinh hoàng, hắn vội vàng nói một câu, sau đó lóe người lên đứng chắn trước mặt Dạ Ngọc Mị. Hầu như cùng một thời gian Dạ Ngọc Mị đã lóe người về phía bên kia, rõ ràng tốc độ phản ứng của nàng cũng không chậm tất nhiên là giết nàng ta. Cơ thanh ảnh hừ lạnh một tiếng, khoảnh khắc khi ngọc Trường trong suốt của nàng chuẩn bị động đến hạ thiên thì được thu về, giọng điệu vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giữ lại chỉ có thể là tai họa. Này, cho dù chị ta là tai họa thì cũng là tai họa của tôi, không liên quan gì đến cô, cô không được giết chị ấy. Hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cơ thanh ảnh, dù người phụ nữ chết tiệt dạ ngọc mị này thật sự rất đáng ăn đòn nhưng đó cũng là chuyện của hắn, sao có thể để cho người khác giết nàng được cơ lại rất biết cách che chở cho cô ta cơ thanh ảnh tỏ ra bất mãn điều này là đương nhiên vì chị ấy cũng là vợ của tôi hạ thiên nghiêm trang nói tôi với cậu không có quan hệ gì cả dạ ngọc mị tức giận nói một câu này em chân dài sao chị có thể không chịu trách nhiệm như vậy chị đã ở chung với tôi lâu ngày như vậy bây giờ chị còn nói hai bên không có quan hệ gì chỉ rõ ràng là bội tình bạc nghĩa. Hạ thiên thật sự không vui nói. Thư tịnh ở bên cạnh chợt ngẩn ngơ, sắc lang này thật sự càng ngày càng vô sỉ, lại còn nói người ta bội tình bạc nghĩa với mình. Nhàm chán. Dạ Ngọc Nghị rõ ràng không muốn tranh luận với Hạ Thiên, nàng chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ, sau đó xoay người đi lên lầu. Đứng lại, cơ thanh ảnh chợt quát lên. Dạ Ngọc Nghị, ta không cho người đi, tốt nhất người đừng nhúc nhích, nếu không thì chẳng có ai ngăn cản được ta giết ngươi. Này, cô đã nói không được giết vợ tôi. Hạ Thiên lập tức trở nên nôn nóng, yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh này vì sao lại chạy đến giết người như vậy? Cô ta đã nói không phải là vợ ngươi. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Đó là chị ta ngại mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cô ta vẫn còn là xử nữ, như thế nào có thể làm vợ ngươi? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao chúng ta chỉ chưa động phòng hoa trúc mà thôi ngay sau đó sẽ động phòng hạ thiên vẫn nói với vẻ mặt không chút biến đổi ta không có tâm tình tranh luận với ngươi nếu ngươi hy vọng nàng ta có thể sống ta sẽ tạm thời không giết nàng ta cơ thanh ảnh nói lời này thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn dạ ngọc mị nhưng dù ta không giết nàng ta chỉ sợ nàng ta cũng không sống được bao lâu đến khi nam cung yến xuất hiện thì chỉ còn đường chết mà thôi vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi. Nam Cung Yến kia đã đuổi đến nơi rồi sao? Dạ Ngọc Nghị vốn muốn bỏ đi nhưng nghe vậy cũng dừng bước, nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn cơ thanh ảnh, vẻ mặt cũng có chút khó coi, rõ ràng nàng tương đối để ý đến vấn đề này. Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, sau đó nàng chậm rãi nói. Các người rời khỏi thiên thần đỉnh được nửa giờ thì Nam Cung Yến đã lợi dụng cơ hội chữa thương để giết chết Hàn Minh Phi, còn muốn cướp lấy nguyên anh của Hàn Minh Phi, may mà ta đã có chuẩn bị, vì vậy nhân cơ hội mà ra tay xử lý nguyên anh của Hàn Minh Phi. Nam Cung Yến kia tu luyện một công pháp cực kỳ độc ác, nàng ta có thể thông qua phương thức nuốt trưởng kim đan và nguyên anh để tăng trưởng công lực, nếu để cho cô ta nuốt được nguyên anh của Hàn Minh Phi, như vậy tu vi của nàng ta sẽ đến mức nguyên anh hậu kỳ, dù là ta chỉ sợ cũng khó thể tránh khỏi độc thủ của nàng ta. Không cần sợ, chờ tôi học được đệ lục châm, sẽ trực tiếp cho cô lên phân thần kỳ, sẽ dễ dàng đối phó với cô ta. Hạ Thiên dùng giọng không thèm quan tâm nói. Ngươi cho rằng bây giờ mình còn nhiều thời gian lắm sao? Cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng. Hai ngày nay ta cố ý dụ dỗ Nam Cung Yến theo đuổi, tuy nàng ta công lực rất mạnh nhưng ta lại có ưu thế về chỉ xích thiên nhai, vì vậy nên nàng ta cũng không thể nào đuổi kịp. Dựa theo kế hoạch của ta, nếu nàng ta đuổi theo ta, như vậy ngươi sẽ có đủ thời gian để tăng trưởng công lực. Đáng tiếc là Nam Cung Yến cũng không ngu ngốc, nàng ta nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của ta, vì vậy cũng không còn đuổi theo, bây giờ nàng ta đang đi lên phương Bắc, ta cũng không rõ ràng nàng ta đi đâu, nhưng rõ ràng là muốn đi tìm những người tu tiên khác. Cơ thanh ảnh dừng lại một chút rồi nhìn Hạ Thiên. Người cảm thấy sau khi Nam Cung Yến tìm được người tu tiên tiếp theo thì sẽ có được những thứ gì? Ta có thể nói cho người biết, tại thế giới căn bản không thể tu luyện này, Nam Cung Yến sẽ chọn phương án nuốt trứng kim đan hoặc là nguyên anh của những kẻ khác để tăng trưởng công lực thế giới này của các người có quá ít người tu tiên, trên cơ bản số người kia đều là nữ nhân của ngươi, nói cách khác từ bây giờ những người phụ nữ của ngươi đã trở thành con mồi cho Nam Cung Yến, các nàng là liều thuốc bổ cho Nam Cung Yến. Không xong, Mỹ Nhi đang ở đó. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, Nam Cung Yến đi phương Bắc, rất dễ đến thủ đô, mà bây giờ bên thủ đô có một mình Mỹ Nhi là người tu tiên, nếu nàng bị Nam Cung Yến phát hiện ra, như vậy sẽ giữ nhiều lành ít. Hầu như không chút do dự, Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, lập tức trốn ngay, không nên liên lạc với bất kỳ kẻ nào, chờ tôi đến thủ đô tìm chị. Xảy ra chuyện gì? Mỹ Nhi ở đầu dây bên kia chợt ngây người, rõ ràng tương đối mê hoặc. Vợ Mỹ Nhi, bây giờ tôi không thể nào giải thích nhiều với chị, tóm lại chị nghe theo lời tôi, bây giờ tìm chỗ trốn đi, mặc kệ là nhiệm vụ gì cũng phải ngừng lại, trừ khi tôi điện thoại cho chị, nếu không chị nên trốn đi. Hạ Thiên nói bằng giọng có chút lo lắng, hắn chợt phát hiện các bà vợ trở thành cao thủ kim đan kỳ cũng không phải là một trợ giúp, căn bản đưa đến nguy hiểm lớn hơn, bây giờ các bà vợ chưa đến kim đan kỳ rõ ràng bớt nguy hiểm hơn. Được rồi, tôi biết rồi. Mị Nhi tuy rất buồn bực nhưng vẫn đồng ý với Hạ Thiên, nhưng nàng có thể thực hiện hay không, Hạ Thiên thật sự không thể nào xác định được. Chương 1409, bí thuật cơ thị. Vợ Mị Nhi, chị nhất định phải nghe lời tôi không cần lén đi làm chuyện gì cả. Hạ Thiên dặn dò một câu, sau đó hắn lo lắng điện thoại cho Mộc Hàm. Hạ Thiên sau khi dặn dò Mộc Hàm một phen mới tạm thời an tâm, Mị Nhi không quá nghe lời nhưng Mộc Hàm thì ngược lại, hắn tin chắc có Mộc Hàm ở bên cạnh thì Mị Nhi sẽ nghe lời mà trốn đi vài ngày. Người muốn nữ nhân của mình cứ mãi trốn tránh vậy sao? Cơ thanh ảnh nói có chú trào phúng. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, loại đàn ông như ngươi còn có ý gì? này cô đừng có mà hả hê hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cơ thanh ảnh tôi sẽ nghĩ biện pháp cho nam cung yến kia biết tay sao ngươi có thể xử lý được nàng ta cơ thanh ảnh cười lạnh một tiếng nam cung yến nếu lên phương bắc mà không tìm thấy người tu tiên thì sẽ quay trở về nếu nàng ta quay về thì ngươi còn nhiều thời gian sao bây giờ ngươi chỉ là kim đan trung kỳ muốn thi triển đệ lục trâm phải cần nguyên anh kỳ chừng nào thì ngươi mới đến nguyên anh kỳ nếu không phải cô hút sạch công lực của ta, chẳng phải ta sẽ không như vậy sao? Hạ thiên tức giận nói. Đã nói ngươi trả lại công lực nhưng không chịu, chỉ cần bây giờ có công lực cũ, tôi đã đến Nguyên Anh kỳ rồi. Đừng nói những điều vô dụng như vậy, ngoài nghịch thiên bát châm thì ngươi còn có biện pháp nào để gia tăng công lực không? Cơ thanh ảnh hừ nhẹ một tiếng. Căn cứ vào dự tính của ta, trong vòng ba ngày sau Nam Cung Yến sẽ đến nơi này, vì vậy tốt nhất là ba ngày sau ngươi phải lên đến Nguyên Anh Kỳ, sau đó nhanh chóng thi triển đệ lục châm cho ta, nếu không thì ta có thể bỏ chạy nhưng hai người thì chết chắc rồi. Này, rốt cuộc cậu đang nói về ai vậy? Thư tịnh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Còn có người lợi hại hơn cậu sao? Không, tôi là lợi hại nhất. Hạ Thiên lập tức phủ nhận. Đến lúc này mà vẫn còn khoác lác. Dạ Ngọc Nghị dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, tiểu hỗn đản này đúng là bất trị. Tôi không khoác lác, tôi vốn là người lợi hại nhất, tôi chỉ tạm thời không đánh lại nam cung yến mà thôi hạ thiên nói với vẻ mặt không biến đổi vũ lực không phải là tất cả nói tóm lại thì tôi là người lợi hại nhất thư tịnh không nói gì tên khốn kia lại nói rằng vũ lực không phải là tất cả các người tự suy xét xem nên làm sao để bảo vệ tính mạng đi âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của cơ thanh ảnh lại truyền vào trong tai mọi người này tôi cũng không tin cô không thể trả lại công lực Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. "Cô trả lại cho tôi chút công lực, sau đó tôi có thể làm cho cô trở nên lợi hại hơn, đây là hai bên cùng có lợi." "Được, ta trả lại cho ngươi." Cơ Thanh Ảnh chợt mở miệng nói Hạ Thiên chợt ngây người, hắn chợt có chút bất ngờ, hắn nhìn Cơ Thanh Ảnh, 10 giây sau mới mở miệng. "Cô tình nguyện trả lại cho tôi." Cơ Thanh Ảnh ta trước nay luôn nói lời chắc chắn. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Hạ Thiên thầm khinh bỉ Cơ Thanh Ảnh. Còn nói là giữ lời, trước đó nói là không thể, nói rằng những gì đã cướp đi sẽ không trả lại, nhưng sao bây giờ lại tình nguyện đem trả? Khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng Hạ Thiên cũng không nói ra, chỉ cần cơ thanh ảnh tình nguyện trả công lực cho hắn là được, vì dựa theo những gì nàng nói, hắn thật sự cần phải gia tăng công lực, nếu không thì những bà vợ tiến vào kim đan kỳ sẽ rất nguy hiểm. Vậy cô mau trả lại công lực cho tôi, đến khi đó tôi sẽ biến cô thành cao thủ phân thần kỳ, đến lúc đó cô có thể xử lý Nam cung Yến. Hạ Thiên nhanh chóng nói, tâm tình của hắn có chút bức thiết. Được, bây giờ ta sẽ trả công lực cho ngươi. Cơ thanh ảnh nói xong thì trong mắt lóe lên luồng hào quang thần bí, sau khi nói đến chữ cuối cùng thì nàng chợt xuất hiện bên cạnh dạ ngọc mị rất quỷ dị, sau đó bàn tay trong suốt chợt vỗ lên người dạ ngọc mị. Lúc này cơ thanh ảnh ra tay không chút dấu hiệu, mà nàng và dạ ngọc mị căn bản cũng đứng quá gần, vì thế mà dạ ngọc mị căn bản không có phản ứng. Này, cô làm gì vậy? hạ thiên cuối cùng cũng có phản ứng hắn lách mình ngăn trước mặt dạ ngọc mị đồng thời vung tay chụp lấy cổ tay dạ ngọc mị hắn phát hiện trong người nàng có thêm vài luồng cấm chế đó là những thứ hắn căn bản không thể giải được cơ thanh ảnh lại không quan tâm đến hành động của hạ thiên nàng cũng không tiếp tục ra tay chỉ nhìn hạ thiên giọng điệu lạnh lùng ta nói rồi ta sẽ trả công lực lại cho ngươi trước kia ngươi có tu vi kim đan hậu kỳ dạ ngọc mị thì kim đan hậu kỳ đỉnh phong Bây giờ công lực của nàng ta còn mạnh hơn cả cậu khi trước, ta sẽ lấy công lực của nàng ta đưa sang cho cậu, không phải đã trả rồi sao? Cơ Thanh Ảnh, cô muốn làm gì? Dạ Ngọc Nghị tuy không thể động đậy nhưng vẫn có thể lên tiếng, nàng mơ hồ cảm thấy không ổn, một cảm giác bất an bùng lên trong lòng. Tôi muốn cô trả lại, không phải để em chân dài phải trả, hơn nữa sao chị ấy có thể đưa công lực sang cho tôi? Hạ Thiên cũng có chút khó hiểu. Ngươi không biết sao? hoàng triều họ cơ chúng ta có một bí thuật, có thể hút khô công lực của một người. Cơ thanh ảnh dùng giọng thong thả nói nhưng lại giống như đã tính trước. Hoàng triều họ cơ chúng ta có thể truyền thừa vạn năm bất diệt thì có liên quan lớn đến những bí thuật như vậy, dù cả đời chỉ có thể sử dụng được bí thuật một lần nhưng nó thường dễ làm cho người trong tộc đột phá, cũng vì vậy mà chúng ta luôn có những người tu tiên cực mạnh. Dưới sự trợ giúp của những tu tiên giả hùng mạnh kia, Hoàng triều chúng ta mới tồn tại vạn năm bất diệt cả đời chỉ có thể dùng một lần. Hạ Thiên lại nghe được câu mấu chốt. Không sai, chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa giới hạn sử dụng với nữ nhân. Mỗi nữ tử của hoàng triều họ Cơ khi mất đi tấm thân xử nữ đều có thể sử dụng bí thuật và lấy được tất cả công lực của đối phương. Cơ Thanh Ảnh dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vì vậy ngươi muốn ta trả lại công lực thì rõ ràng là không thể. Cơ Thanh Ảnh, người dám làm sằng bậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Dạ Ngọc Mị nghiêm giọng quát lên. Dạ Ngọc Mị, người không còn tư cách uy hiếp ta, chuyện ta muốn làm thì không ai ngăn cản được. Cơ Thanh ảnh hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng lóe lên đến trước mặt Dạ Ngọc Mị. Nàng đột nhiên đưa tay giữ lấy miệng của Dạ Ngọc Mị, sau đó nàng lấy ra một cái bình ngọc đổ thuốc bột vào trong miệng Dạ Ngọc Mị, sau đó lại lắc lắc rồi thuận tay vuốt qua cổ họng, những thứ bột phấn kia nhanh chóng biến thành nước và chảy xuống họng. Cơ Thanh ảnh, người cho ta uống thứ gì? dạ ngọc mỹ tức giận hỏi sao ngươi không hỏi hạ thiên nếu không phải hắn cho ta sử dụng thứ thuốc này ta sao có thể sủng hạnh hắn cơ thanh ảnh lạnh lùng nói cô ta cuối cùng cho tôi uống thứ thuốc gì dạ ngọc mỹ nhìn hạ thiên trong phẫn nộ có chút lo lắng à hình như là xuân dược hạ thiên cười ngượng ngùng biến cố này thật sự làm hắn trở tay không kịp hắn không ngờ cơ thanh ảnh lại đột nhiên có một chiêu như vậy Thật ra hắn đã xác định thứ mà Cơ Thanh Ảnh dùng cho Dạ Ngọc Mị cũng chính là thứ mà trước đó mình dùng cho Cơ Thanh Ảnh, thực tế thì trước đó hắn đã chế tạo hai chai xuân dược, trong đó một chai dùng cho Cơ Thanh Ảnh, chai còn lại đã bị chính Cơ Thanh Ảnh lấy mất, bây giờ nàng lại dùng nó để đổ vào miệng Dạ Ngọc Mị. "Cậu mau lấy thuốc giải cho tôi." Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. "Em chân dài, tôi không phải không muốn cho chị thuốc giải, nhưng thứ này thật sự không có thuốc giải." hạ thiên trả lời có chút bất đắc dĩ cho dù có thuốc giải thì ta cũng sẽ để hắn không đưa cho ngươi cơ thanh ảnh lạnh lùng nói dạ ngọc nghị ta cũng không muốn lãng phí thời gian cũng không có thời gian để chậm rãi thuyết phục ngươi ta có thể nói cho ngươi biết bí thuật của họ cơ chúng ta cũng có thể dùng trên người kẻ khác ta sẽ dùng bí thuật để chuyển rời công lực của ngươi lên người hạ thiên sau đó hắn có giúp ngươi khôi phục công lực hay không đó là chuyện của hắn thật sự không liên quan gì đến ta Cơ thanh ảnh dừng lại một chút rồi còn nói thêm. Ta biết rõ bộ quần áo trên người ngươi rất đặc biệt, chính là thiên kết phú y trong truyền thuyết, trừ ngươi ra thì không ai có thể cởi bỏ, nhưng đến khi xuân dược phát tác và ngươi cần nam nhân, ta tin ngươi sẽ cởi bỏ nó ra. Ngay cả ta cũng không thể chịu nổi loại xuân dược này, ta tin ngươi cũng không có năng lực đó. Cơ thanh ảnh, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dạ Ngọc Nghị dùng ánh mắt oán hận nhìn cơ thanh ảnh, khi kim đan của nàng được chữa trị, nàng vốn tưởng rằng sẽ có thể như quá khứ, nàng không sợ kẻ thù nào, nhưng nàng không ngờ bây giờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Chờ khi nào cô có khả năng như vậy thì hãy nói. Cơ thanh ảnh rõ ràng không quan tâm đến sự uy hiếp của dạ ngọc mị, trong mắt nàng thì dạ ngọc mị căn bản không phải là uy hiếp. Cơ thanh ảnh còn chưa nói dứt lời thì đã vung một tay về phía dạ ngọc mị, tay kia lại chộp về phía hạ thiên, sau đó nàng lóe người lên đưa hai kẻ kia lên lầu, lại quăng bọn họ lên giường. Khi nàng ném Hạ Thiên ra, quần áo trên người hắn trần nát bấy, đợi đến khi Hạ Thiên rơi xuống giường thì không còn mảnh vải che thân. Yêu nữ chết tiệt này hơi quá đáng. Hạ Thiên thầm mắng một câu, trong lòng thầm kêu may mắn. May mà bây giờ hắn không mặc áo khoác, nếu không những thứ mà vợ tóc vàng vừa đưa cho cũng thành bột phấn mất. Lúc đó ta không thể nào chịu đựng quá một tiếng đồng hồ, để xem lần này ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Cơ Thanh Ảnh nhìn Dạ Ngọc Nghị, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất là nên nhanh lên một chút, nếu không Nam Cung Yến xuất hiện, chỉ sợ ngươi cũng không còn cơ hội mà đưa công lực cho Hạ Thiên. Cơ thanh ảnh nói xong thì biến mất ngoài cửa, nàng xuất hiện bên ngoài còn đóng cửa lại, chỉ có Hạ Thiên mới biết nàng thật sự còn đứng bên ngoài. chương 1410, thật sự đánh giá cao ngươi. Hạ Thiên nhìn dạ ngọc mị, hắn đang định nói gì đó thì nàng chợt xoay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Hạ Thiên vô thức cảm thấy giận người, không phải sợ hãi mà chính là cảm giác bất an nói không nên lời. Ánh mắt này hắn đã từng được gặp trong mắt dạ ngọc mị, lần đầu tiên hắn gặp nàng, ánh mắt của nàng thật sự lạnh lẽo như vậy. Thực tế ánh mắt này Hạ Thiên đã lâu rồi chưa từng được gặp, những ngày qua hắn và dạ ngọc mị ở chung với nhau tương đối nhiều. Căn bản hắn cũng có thể cảm giác được thái độ của dạ ngọc mị với mình đã vô tình có chút thay đổi. Tuy nàng thường dùng ánh mắt lạnh lùng và xem thường nhìn hắn, nhưng hắn vẫn biết rõ ánh mắt của nàng bây giờ khác biệt so với trước kia, trước kia là lạnh lẽo, thậm chí còn có vẻ giả vờ như lạnh lùng và thanh cao, không phải thật sự lạnh lẽo phát ra từ khung xương giống như hiện tại. Trong lúc giấy chết thì Hạ Thiên phát hiện ánh mắt của dạ Ngọc Mỹ bây giờ thật ra càng lạnh hơn so với lần đầu tiên gặp mặt, ngoài cảm giác lạnh thì trong mắt nàng hình như còn có thêm vài thứ khác, đó chính là tuyệt vọng, còn có vài phần thất vọng. Hạ Thiên giống như cảm giác được Dạ Ngọc Mị thất vọng với mình, giống như một loại thất vọng gần như tuyệt vọng. Hạ Thiên cũng không ngốc, vì vậy hắn nhanh chóng hiểu Dạ Ngọc Mị đang hiểu lầm, nàng nghĩ mình cấu kết với Cơ Thanh Ảnh, vì vậy mới nhìn mình như thế. Em chân dài, chị đừng nhìn tôi như vậy có được không? Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi, yên nữ Cơ Thanh Ảnh kia nổi điên, tôi cũng căn bản không biết cô ta sẽ làm như vậy. Tôi căn bản không biết bí thuật của cô ta còn có thể sử dụng như thế này. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được mà giải thích. Thật ra đứng ở góc độ của Hạ Thiên, nếu hắn thật sự biết rõ Dạ Ngọc Mị có thể làm tăng tiến công lực của mình, để cho hắn có thể học được đệ lục châm mà Cơ Thanh Ảnh mở miệng thương lượng, hắn sẽ đồng ý ngay. Dù sao thì trong lòng hắn tuy dạ Ngọc Mị có chút địa vị nhưng vẫn còn kém những bà vợ khác, vì sự an toàn của những bà vợ của mình, hắn cũng không ngại hy sinh Dạ Ngọc Mị, tất nhiên hắn cũng sẽ thử thuyết phục Dạ Ngọc Mị trước. Nhưng bây giờ Hạ Thiên tất nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này, hắn biết mình phải giải thích với dạ ngọc mị, nếu không dù hôm nay hắn có được thân thể của nàng, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, vì ánh mắt tuyệt vọng của nàng cũng không phải là giả. Hạ Thiên vẫn luôn là một người rất tham, hắn không muốn chỉ một lần ăn bánh bao lớn, hắn muốn ăn cả đời, muốn ăn lúc nào sẽ ăn, vì vậy hắn muốn dạ ngọc mị tin tưởng chuyện này không liên quan đến mình. Hắn muốn đổ tất cả tội danh lên người cơ thanh ảnh, dù hắn là người chiếm tiện nghi nhưng người làm ra nó chính là Cơ Thanh Ảnh, vì đến bây giờ yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh vẫn không cùng thương lượng với hắn về vấn đề này. Thật sự không liên quan gì đến tôi, chị không thể tin tưởng tôi một lần sao? Tôi muốn Hạ Xuân dược với chị, cũng sẽ không nhờ Cơ Thanh Ảnh trợ giúp, trước kia tôi đã từng hạ độc dược với chị, không phải tôi chuốc xuân dược còn dễ dàng hơn sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị không tin tôi thì phải tin vào thần tiên tỷ tỷ chứ? thần tiên tỷ tỷ chưa từng cho tôi bắt buộc chị, nếu tôi thật sự hạ xuân dược với chị, thần tiên tỷ tỷ nhất định sẽ mất hứng. Hạ thiên rơi vào đường cùng chỉ có thể đẩy thần tiên tỷ tỷ ra ngoài, vì hắn cảm thấy dạ ngọc mị thật sự sẽ rất tin tưởng vào thần tiên tỷ tỷ. Quả nhiên hạ thiên nói ra những lời này thì thấy ánh mắt của dạ ngọc mị đã hòa hoãn hơn một chút. Xen sắt phải thừa dịp lúc còn nóng, hạ thiên vội vàng nói thêm. Em chân dài, thật ra chị cũng đừng nên lo lắng, dù công lực của chị hoàn toàn biến mất thì tôi cũng có thể khôi phục lại được. Đợi đến khi tôi học được đệ lục châm, tôi sẽ giúp công lực của chị tăng đến phân thần kỳ. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đánh yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh kia, thế nào? Cơ thanh ảnh vì sao có được xuân dược của ngươi? Dạ Ngọc Nghị cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu tuy rất lạnh nhưng Hạ Thiên thật sự có chút hưng phấn, vì điều này có nghĩa là nàng đã có chút tin tưởng hắn. Yêu nữ chết tiệt kia là loại cướp bóc, trước đó cô ta cướp sạch công lực của tôi. Sau đó còn cướp đi tất cả những thứ trên người tôi, đan dược cũng bị cướp sạch. Hạ Thiên vội vàng giải thích, hắn cũng không sợ cơ Thanh Ảnh ở bên ngoài có thể nghe thấy được, dù sao hắn cũng không nói dối mà cơ Thanh Ảnh cũng sẽ không vì vài câu nói của hắn mà nổi điên. Người đã từng hạ xuân dược với cô ta sao? Dạ Ngọc Mị lại hỏi. Đúng vậy, ta vốn dùng độc dược và mê dược lên người cô ta, nhưng cô ta là loại người ăn độc dược để lớn lên, vì vậy mà căn bản không biết sợ khi không còn biện pháp thì tôi dùng xuân dược, định đợi cô ta phát tác sẽ xử lý. Nhưng không ngờ cô ta phát tác xuân dược vẫn rất mạnh, vì vậy mà cướp đi tất cả những gì tôi có. Hạ Thiên tỏ ra rất bực bội, hắn bây giờ cũng không giấu giếm, vì hắn biết chỉ có thể nói thật thì dạ Ngọc Mỹ mới tin, nếu được nàng tin thì như vậy có nghĩa là hắn sẽ có được cực phẩm bánh bao lớn, coi như nhiệm vụ mà trước đó thần tiên tỷ tỷ giao phó đã hoàn thành. Hạ Thiên nghĩ vậy mà vô thức đưa mắt nhìn thoáng qua tư thái mê người của dạ Ngọc Mỹ, trong lòng bùng lên lửa nóng, không thể nghi ngờ dạ Ngọc Mỹ hấp dẫn hắn nhất chính là dáng người cực khủng. Dạ Ngọc Mỹ chợt hừ lạnh một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Thiên. Cho dù đây là không phải người bày ra, nhưng người chắc chắn sẽ rất hài lòng. Dạ Ngọc Mỹ lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên trả lời rất dứt khoát, hắn biết rõ dù phủ nhận thì dạ Ngọc Mỹ cũng sẽ không tin, còn không bằng dứt khoát thừa nhận, như vậy biết đâu Dạ Ngọc Nghị sẽ càng tin tưởng những lời nói của hắn trước kia. Sau khi trả lời vấn đề này thì Hạ Thiên đưa mắt nhìn Dạ Ngọc Nghị, hắn đợi phản ứng của nàng, tiếc là hắn nhanh chóng thất vọng vì Dạ Ngọc Nghị căn bản không có phản ứng, nàng không nói thêm điều gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tuy lúc này đã tốt hơn nhiều so với trước đó nhưng vẫn làm hắn sinh ra cảm giác bất an, hắn không biết nàng đang nghĩ về điều gì, hắn thật sự nhìn thấu tâm tư của nhiều người nhưng nàng thì không. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào dạ ngọc mị một lúc, sau đó hắn chợt phát hiện ánh mắt của nàng có sự biến đổi, con người lạnh lẽo chợt có chút tức giận, có chút ánh lửa nhìn khó thấy, hơn nữa ngọn lửa đó đang liên tục thiêu đốt, giang dần hòa tan. Hầu như cùng một thời gian thì gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của dạ ngọc mị cũng có một chút đỏ ửng, thậm chí nó còn nhanh chóng khuếch tán, làm cho nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hạ Thiên chợt hiểu ra, dược lực của Xuân Dược đã phát tác. Ngày xưa nói dạ ngọc mị là khối băng thì thật sự có thể nói là chửi mắng khối băng, nhưng nàng dù như vậy cũng có gương mặt xinh đẹp, tư thái kinh người, vẫn đủ để điên đảo chúng sinh, có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào gặp mặt một lần cũng khó thể quên. Lúc này khi khối băng dần hòa tan thì nàng càng quyến rũ, có thể thấy dù là hạ thiên từng ở chung với tiên nữ tuyệt sắc như Nguyệt Thanh Nhã thì cũng nhanh chóng sinh ra cảm giác khó thể cầm giữ được. Hạ thiên hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế xúc động muốn phát tác của mình, hắn phải nhịn trong chốc lát, hắn muốn chờ đến khi dạ ngọc mị thật sự không khống chế nổi và nhào lên người mình thì mới thực hiện. Sau này biết đâu nàng sẽ không cho hắn cơ hội, hắn cũng không muốn chỉ có một lần, hắn muốn đó là chuyện xảy ra hàng đêm. Nhịn, nhất định phải dáng nhịn. Hạ Thiên nói với chính mình như vậy, cho dù bây giờ biểu hiện của dạ ngọc mị rất mê người nhưng cũng phải nhịn, vì hạnh phúc tương lai, bây giờ chỉ có thể áp chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Thiên cố gắng áp chế, lúc này ngọn lửa trong mắt dạ ngọc mỹ cũng rất mãnh liệt hàn băng trong mắt nàng cũng vô tình bị hòa tan lúc này gương mặt kiều diễm của nàng cũng thật sự động lòng người nàng như hoa hải đường nở rộ kiều diễm ướt át làm cho người ta không nhịn được mà muốn tận hưởng mười ngàn đàn ông bình thường khi thấy dạ ngọc mỹ thì chắc chắn có chín tên nhào tới nhưng lúc này người được nhìn dạ ngọc mỹ ở vào bộ dạng này chỉ có thể là một trong vạn người đó chính là hạ thiên vì vậy mà hắn nhất định phải nhịn dù lửa nóng trong lòng hắn rất mạnh nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn, hắn đang chờ Dạ Ngọc Mị chủ động nhào lên. Nhưng Dạ Ngọc Mị cũng không nhào lên, điều này cũng là bình thường, vì Dạ Ngọc Mị lúc này căn bản không thể nào động đậy gì được, nàng sao có thể nhào lên? Ư. Ừ. Một tiếng rên khẽ tuy ngắn ngủi nhưng rất mê người chợt vang lên từ trong miệng Dạ Ngọc Mị, nàng nhanh chóng cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng tiếng rên của nàng cũng đủ cho Hạ Thiên phán đoán nàng thật sự không chịu được cửa phòng ngủ bị đẩy ra cơ thanh ảnh lóe người đi vào cũng không vượt qua được một phút dạ ngọc mị ta thật sự đánh giá quá cao về ngươi rồi cơ thanh ảnh nói bằng giọng tràn đầy trào phúng khi nàng mở miệng thì bàn tay trắng nõn khẽ vung lên khẽ vỗ một trưởng lên người dạ ngọc mị sau đó nàng lách người đi ra ngoài đồng thời một âm thanh truyền vào trong tai hạ thiên trước tiên để cho ngươi hưởng thụ tuyệt sắc giai nhân khó kiếm này cửa phòng đóng lại hạ thiên có chút buồn bực không phải cơ thanh ảnh muốn dùng bí thuật để chuyển rời công lực của dạ ngọc mị lên người mình à? Sao lại bỏ đi? Nhưng Hạ Thiên cũng không có tâm tư suy nghĩ quá hiểu, lúc này một cơ thể mềm mại đã nhào đến người hắn, cơ thể này vừa nóng bỏng vừa lạnh băng, đúng là dạ ngọc mị, nàng cuối cùng cũng không chịu được mà chủ động nhào đến. chương 1411, song tu thành anh. Lửa tình dưới đáy lòng Hạ Thiên đã sớm hừng hực thiêu đốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, hắn chỉ có một chữ nhẫn, chờ đến khi Dạ Ngọc Nghị nhào lên. Nhưng đến bây giờ hắn cuối cùng cũng chờ đến đúng thời điểm, sao có thể nhịn được. Hạ Thiên hầu như không có chút do dự, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của Dạ Ngọc Nghị, hai tay tùy ý vuốt ve, nhưng vừa sờ vào thì hắn lại ý thức được quần áo của Dạ Ngọc Nghị còn chưa được cởi ra. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh nhỏ truyền vào trong tai Hạ Thiên. Nhớ kỹ đoạn khẩu quyết này, song tu chi đạo, quan tâm vô tình Hạ Thiên nghe được âm thanh này mà chợt ngẩn ngơ, vì âm thanh cũng không phải là của Cơ Thanh Ảnh mà là của Dạ Ngọc Mị. Lúc này hắn mới hiểu Dạ Ngọc Mị thật ra cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, điều này cũng làm cho động tác của hắn trở nên đình trệ. Hạ Thiên dù không biết Dạ Ngọc Mị muốn gì nhưng hắn vẫn nhớ kỹ đoạn khẩu quyết kia, vì nó không dài, chỉ có chưa đến 100 chữ, hắn vừa nghe xong thì lập tức hiểu ra, đây là một đoạn khẩu quyết song tu. Bây giờ bắt đầu vận công theo khẩu quyết này, dạ Ngọc Mị đột nhiên đẩy Hạ Thiên ra. Hạ Thiên vẫn lựa chọn phương án tin tưởng dạ Ngọc Mị, hắn lập tức bắt đầu vận hành đoạn khẩu quyết này, sau đó cảm thấy rất nhiều chân khí trong cơ thể trượt dồn lại một cách mãnh liệt về một bộ phận nào đó cực kỳ quỷ dị. Một giây sau Hạ Thiên chợt ngây dại, hắn chợt thấy được dạ Ngọc Mị cách đó không xa đã không còn được bao bọc trong những sợi tơ, lúc này dáng người cực tốt của nàng đã hoàn toàn bộc lộ trước mắt hắn. Vào khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, dù là thần tiên tỷ tỷ thì dáng người cũng không được mê người như dạ ngọc nghị, vì trên người thần tiên tỷ tỷ luôn mang theo khí thức tiên tử, làm cho người ta không thể dễ dàng bùng lên lửa dục. Nhưng dạ ngọc nghị thì khác, lúc này nàng như một nữ thần tình ái, tư thái kiêu ngạo của nàng thật sự làm cho Hạ Thiên cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Một giây sau Hạ Thiên đã hoàn toàn thiêu đốt, hắn đã mất đi lý trí, giống như lúc này không phải là dạ ngọc mị dùng xuân dược mà là chính hắn, hắn nhào về phía nàng như lang sói. Dạ Ngọc Mỹ cũng không trốn tránh, nàng cứ như vậy mà để cho Hạ Thiên nhào đến, lúc này cặp chân dài của nàng cũng bị Hạ Thiên tách ra. Trong mắt dạ Ngọc Mỹ có chút bi ai, dù nàng có tình nguyện hay không thì lúc này cuối cùng cũng là nữ nhân của tên khốn kia. Hạ Thiên chỉ cảm thấy mình đi vào một con đường hẹp, phá tan một tầng ngăn cản, sau đó hắn đã hoàn toàn đạt được mục đích, ngắt được đóa hoa tươi mới. Nhưng hầu như cùng lúc này, chân khí trong cơ thể hắn cũng tuôn ra như suối, như dòng nước lũ cuốn vào khi vỡ đê. Có dục vô tình, song tu đại thành. Trong đầu trượt vang lên âm thanh này, Hạ Thiên mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng ý niệm này chợt bị dục vọng thay thế, sau đó hắn hoàn toàn bị bản năng thúc đẩy, bắt đầu những vận động nguyên thủy nhất. Những luồng bạch quang đồng thời bùng ra trên người Hạ Thiên và Dạ Ngọc Nghị, cũng có những luồng bạch quang không tán đi mà chậm rãi ngưng kết bốn phía quanh hai người, dần dần biến thành một ống kính, mà ống kính này chậm rãi vây quanh cả hai. Trong vòng hào quang, Hạ Thiên vận động không biết mệt mỏi, vẻ thanh tỉnh trong mắt Dạ Ngọc Mị cũng biến mất, nàng giống như hóa thân thành một nữ thần dục vọng, liên tục vặn eo chào đón sự tấn công của hắn. Lúc này những luồng hào quang bạch sắc vẫn liên tục bùng ra từ trên cơ thể hai người, lúc đầu chúng rất mỏng, rất trong suốt, nhưng dần dần càng dày, cuối cùng cũng không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Ngoài tiếng thở dốc ồ ồ của Hạ Thiên và tiếng rên khẽ của Dạ Ngọc Mị thì có thể thấy bọn họ đang tiến hành hoạt động nguyên thủy nhất tất cả những thứ khác đều không thể thấy được. Lúc này Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mỹ cũng không thể biết cơ thanh ảnh ở bên ngoài đang nở nụ cười đắc ý, hình như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Hạ Thiên cũng thanh tỉnh lại, hắn cũng đình chỉ vận động, chỉ lặng lặng ghé lên người của Dạ Ngọc Mỹ, mà bọn họ cũng đang kết hợp lại với nhau trong tư thế cực kỳ thân mật. Hạ Thiên cũng không muốn rời khỏi cơ thể của Dạ Ngọc Mỹ, thực tế lúc này hắn cũng không thể nào rời đi, trong cơ thể của hắn vẫn có một luồng chân khí vô cùng tiến vào trong người của dạ ngọc mị, nhưng sau đó lại từ trong cơ thể của nàng chuyển lại người hắn. Điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là lúc này chân khí trong cơ thể của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Điều làm cho Hạ Thiên kinh ngạc cũng không phải một chuyện này, hắn phát hiện băng hỏa linh đan trong người mình lúc này thật sự có động, nó bắt đầu xoay tròn cao tốc, rất nhiều băng hỏa linh khí liên tục tiến vào bên trong. Tốc độ xoay của băng hỏa linh đan càng nhanh, băng hỏa linh khí tuôn vào ngày càng nhiều không biết qua bao lâu hạ thiên hình như cảm thấy một tiếng nổ vang lên từ sâu trong óc băng hỏa linh đan giống như muốn nổ tung khoảnh khắc khi băng hỏa linh đan muốn nổ tung một bóng người nhỏ chợt xuất hiện vóc người bình thường dung mạo không khác gì hạ thiên vấn đề là một bên đỏ một bên trắng giống như một tên lưỡng tính băng hỏa linh anh hạ thiên chợt vui mừng điên cuồng đây là băng hỏa linh anh tương đương với nguyên anh bình thường của người tu tiên mà khi băng hỏa linh anh xuất hiện thì có nghĩa là hắn thi triển được đệ lục châm. Hạ thiên trong lúc vui mừng cũng có phát hiện cơ thể mình chợt có biến hóa quỷ dị, hắn hình như tiến vào một thế giới hư ảo, trong thế giới này chẳng có gì mà chỉ có hai bóng người rất nhỏ, một cái là băng hỏa linh anh của hắn, một cái là một cô gái nhỏ nhắn và cực kỳ xinh đẹp, nhìn kỹ lại thì giống hệt như dạ ngọc mị. Em chân dài cũng đã là nguyên anh kỳ. Trong đầu hạ thiên chợt có một ý niệm như vậy, sau đó hắn đột nhiên phát hiện băng hỏa linh anh của hắn và nguyên anh của dạ ngọc nghị chợt quấn lấy nhau một luồng cảm giác cực kỳ thần diệu chợt từ bốn phương tám hướng chuyển đến hạ thiên cảm thấy rất nhiều linh khí tuôn vào cơ thể mà hắn cũng phát hiện có rất nhiều linh khí đang tuôn đến cùng lúc đó chiếc kèn ánh sáng bao quanh cơ thể của bọn họ cũng dần mỏng đi cuối cùng thì hoàn toàn biến mất hạ thiên cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại hắn phát hiện mình ghé lên người dạ ngọc nghị nhưng lúc này không giống với trước đó hắn thật sự có thể rời đi, nhưng hắn vẫn không muốn đi. Hạ thiên nhìn dạ ngọc mị, mà dạ ngọc mị cũng đang nhìn hắn, lúc này ánh mắt của nàng có chút cổ quái, không còn là lạnh lùng như trước nhưng cũng không có chút nhu tình. Nhưng có thể khẳng định là bây giờ nàng đã tỉnh táo trở lại, hiệu lực của Xuân Dược hầu như đã gần hết. Hạ thiên nhìn bánh báo lớn ở trong gang tấc mà trong lòng chợt bùng lên khát vọng nồng đập, trước đó một thời gian hắn ở vào cảnh giới mê loạn, hắn hầu như không thể hưởng thụ được tất cả bây giờ hắn muốn được hưởng thụ vì vậy mà bắt đầu hoạt động đồng thời hắn cũng cúi người xuống gặm vào bánh bao lớn làm hắn trước nay luôn khát vọng cơ thể của dạ ngọc mị chợt cứng nhắc nhưng ngay sau đó cũng mềm nhún nàng không nói gì cũng không kháng cự nhưng dù vậy vẫn làm cho hạ thiên có được niềm vui thú rất lớn hắn vẫn chinh chiến trên người nàng không ngớt không biết mệt mỏi được rồi các người đã đủ rồi chứ một âm thanh không vui cuối cùng cũng truyền vào trong phòng khi âm thanh này vang lên Cơ Thanh Ảnh lại xuất hiện trong phòng, một bàn tay ngọc lại duỗi về phía Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị chợt đẩy Hạ Thiên ra, sau đó nàng vươn người đứng lên, tư thái mê người của nàng cũng bị thứ quần áo màu đen bao trùm trong nháy mắt, cùng lúc đó có hơn 10 sợi tơ đen cùng bắn về phía Cơ Thanh Ảnh, rõ ràng nàng cũng không muốn rơi vào trong tay Cơ Thanh Ảnh một lần nữa. Nhưng dù bây giờ Dạ Ngọc Mị đã tiến vào Nguyên Anh kỳ thì công lực của nàng vẫn không thể nào so sánh với Cơ Thanh Ảnh hơn nữa nàng lại vừa thoát khỏi sự dây dưa của Hạ Thiên, khoảng thời gian này tương đối ngắn, như vậy cũng đủ tạo nên nguy hiểm chí mạng đối với cao thủ. Cơ thanh ảnh căn bản không thèm nhìn người sợi tơ màu đen, bàn tay của nàng dễ dàng vỗ lên người dạ ngọc mị, mà dạ ngọc mị lại tiếp tục không nhúc nhích, ngoài dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn cơ thanh ảnh, nàng thật sự không làm gì hơn. Dạ ngọc mị, người không cần phải nhìn ta như vậy, người nên cảm tạ ta, nếu không phải là ta thì ai có thể phát huy công pháp song tu của ngươi đến mức tinh tế như vậy. Cơ thanh ảnh hư lạnh một tiếng. Nếu không cho cô chút xuân dược, các người sao có thể đạt đến cảnh giới cao nhất là có dục vô tình. Nếu không phải như vậy, hai người có thể đột phát nguyên anh kỳ chỉ sau một lần song tu sao. Cơ thanh ảnh dừng lại một chút và dùng ánh mắt trào phúng nhìn dạ ngọc mị. Ngươi thật sự cho rằng bí thuật của họ cơ nhà chúng ta có thể đưa công lực của ngươi chuyển rời sang hạ thiên sao? vẻ mặt dạ ngọc mị chợt biến đổi, nàng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cơ thanh ảnh. Cô lừa ta. Đúng vậy, là ta lừa cô, nếu ta không lừa cô, cô sao có thể tình nguyện song tu với Hạ Thiên? Trong giọng nói của cơ thanh ảnh có vài phần đắc ý, âm thanh cũng không còn trong trẻo nhưng rất lạnh lùng. Dạ Ngọc Nghị, 20 năm trước cô và Nguyệt Thanh Nhã chính là hai người xuất sắc nhất, nhưng bây giờ ta mới xuất sắc nhất, người không phục thì có thể đến tìm ta. Cơ thanh ảnh nói đến đây thì đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Đừng tỏ ra không nỡ như vậy, người đã mất một ngày một đêm, bây giờ nên thi triển đệ lục châm cho ta. Được rồi, trước tiên mặc quần áo vào cái đã. Hạ Thiên thật sự không nỡ rời khỏi cơ thể của dạ Ngọc Mị, nhưng hắn biết tạm thời chỉ có thể làm theo cơ thanh ảnh. chương 1412, hai người phụ nữ qua cầu rút ván. Ta ở phòng cách vách chờ ngươi. Cơ thanh ảnh nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó lách mình ra khỏi phòng. Em chân dài, chị đừng nóng, chờ tôi giúp thi châm cho yêu nữ cơ thanh ảnh, tôi sẽ đến thi châm nhanh chóng cho chị, đến lúc đó chị cũng không cần phải sợ cô ta. Hạ Thiên ghé sát bên tai dạ Ngọc Nghị rồi khẽ nói. Dạ Ngọc Nghị lại không quan tâm đến hắn, tuy bọn họ đã có quan hệ mật thiết, nhưng rõ ràng lúc này nàng vẫn tỏ ra không thân mật. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn bực, vừa rồi trên giường dạ Ngọc Nghị nào có lạnh như vậy, Lúc này không phải cũng giống như Cơ Thanh Ảnh rồi sao? Đều là những kẻ xuống giường là không còn thiết gì đến chồng nữa. Nhưng Hạ Thiên cũng hiểu, Dạ Ngọc Nghị vừa rồi là bị ép, sau khi phát hiện mình bị Cơ Thanh Ảnh tính kế thì tâm tình không tốt cũng là bình thường. Bây giờ có lẽ nói gì cũng vô dụng, nghĩ lại trước tiên nên làm việc khác thì quan trọng hơn. Hạ Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 8 giờ, Cơ Thanh Ảnh nói không sai, hắn và Dạ Ngọc Nghị thật sự đã quấn lấy nhau một ngày một đêm. Dù một ngày một đêm qua xảy ra không đúng như trong kế hoạch của hắn, nhưng đối với hắn mà nói thì kết quả là rất tốt, hắn không những có được cơ thể của Dạ Ngọc Nghị, còn làm cho mình thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ, Băng Hỏa Linh Anh đã thành hình, cũng có nghĩa là hắn thi triển được Đệ Lục Châm, sẽ có cao thủ phân thần kỳ xuất hiện ở thế giới này. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút không muốn nhìn Dạ Ngọc Nghị, tuy nàng đã lấy quần áo bao quanh cơ thể, nhưng bây giờ hắn giống như có thể nhìn thấu. Vì hắn đã thật sự cảm nhận được tất cả những gì ở bên trong, tư thái mê người của nàng thật sự làm hắn hoài niệm. Đáng tiếc là bây giờ không phải thời điểm cho Hạ Thiên hoài niệm, hơn nữa dù hoài niệm cũng vô dụng, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn thì cũng không thể được gặp Dạ Ngọc Nghị, dù nàng không nói lời nào nhưng ánh mắt kia thì hắn có thể hiểu. Hạ Thiên tìm trong phòng được một bộ quần áo, hắn biết rõ Tôn Hinh Hinh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho mình trong nhà, vì vậy hắn nhanh chóng mặc vào và đi ra khi hắn nhìn lướt qua thì thấy thư tịnh vẫn còn ở dưới lầu hắn trực tiếp nhảy xuống đứng bên cạnh nàng vợ tịnh tịnh sao chị còn ở đây hạ thiên mở miệng hỏi cậu cuối cùng cũng đi ra thư tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại nàng nhìn hạ thiên và vô thức thở ra cậu không sao đấy chứ không có việc gì vợ tịnh tịnh nếu không thì chỉ cứ về trước vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm chị hạ thiên suy nghĩ rồi nói trong nhà này có hai người phụ nữ vui buồn vô thường, thư tịnh ở lại chỗ này thật sự nguy hiểm, vì vậy hắn muốn cho nàng rời bước đi chỗ khác. được rồi, thư tịnh có chút trần chừ, sau đó nàng khẽ gật đầu. nàng tuy không hiểu cơ thanh ảnh và dạ ngọc mỹ cuối cùng là ai, nhưng nàng cũng mơ hồ hiểu ra, hai người phụ nữ này tuyệt đối không dễ treo vào, nàng tạm thời rời khỏi nơi đây cũng là chuyện tốt. thư tịnh nhanh chóng bỏ đi, hạ thiên lại lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ, cơ thanh ảnh đang chờ ở bên trong được rồi, thì châm cho ta, đừng lãng phí thời gian. Cơ thanh ảnh đã khoanh chân ngồi trên giường. Có chút vấn đề. Hạ thiên không lập tức thi châm cho cơ thanh ảnh mà hỏi. Cô hình như rất quen thuộc nghịch thiên bát châm phải không? Đúng vậy, châm pháp nghịch thiên bát châm ta rất quen thuộc. Cơ thanh ảnh cũng không giấu giếm. Ta hoài nghi nghịch thiên bát châm không phải rất đầy đủ, những châm trước đó thì rất tốt, nhưng những châm sau này thì đều không rõ ràng ví dụ như đệ lục châm, tôi thấy châm pháp ghi lại cũng không kỹ càng, dù có phương thức thi châm cụ thể, nhưng có vài câu ta không hiểu, thần tiên tỷ tỷ cũng không nói cho rõ. Hạ thiên cũng không nói dối, hắn thật sự hiểu rất rõ những châm trước đó, nhưng vài châm sau này thì thật sự không quá hiểu. Người hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói châm pháp lại cho ngươi một lần, ngươi nên nhớ cho rõ. Cơ thanh ảnh nói và bắt đầu lên tiếng, chưa đến một lúc sau thì nàng đã đọc qua một lần châm pháp nghịch thiên bát châm cái này cũng giống như những gì tôi được học. Sau khi nghe xong thì Hạ Thiên lầm bầm. Ngươi không rõ ở điểm nào. Cơ thanh ảnh dùng giọng bất mãn nói. Chính là đệ lục châm, anh châm là cái gì? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Sao ngươi ngốc như vậy? Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Anh châm chính là thi châm cho Nguyên Anh. Đây là điểm đặc thù của đệ lục châm. Không riêng gì kẻ thi châm phải có tu vi Nguyên Anh. Khi thi châm, ngươi không những thi châm cho cơ thể của ta, còn phải thi châm cho nguyên anh của ta, nói một cách khác thì ngươi và băng hỏa linh anh phải thi châm cho ta và nguyên anh, hiểu chưa? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nhìn Cơ Thanh ảnh. Ngươi xác định là như vậy? Ta chỉ đoán vậy mà thôi, nhưng có lẽ cũng không sai. Cơ Thanh ảnh có chút mất kiên nhẫn. Bây giờ người bị thi châm chính là ta, ngươi lo lắng cái gì? Cho dù thật sự có vấn đề thì cũng là ta xảy ra vấn đề, như vậy thì ngươi hoàn toàn có thể thử Hạ Thiên không nói gì, sau đó chăm chú xem xét châm pháp đệ lục châm, cuối cùng hắn phát hiện, tuy không thể nào khẳng định 100% nhưng suy đoán của Cơ Thanh Ảnh có thể là sự thật, như vậy chẳng phải số người cần được thi châm sẽ giảm đi sao? Chỉ có thể thi châm cho Nguyên Anh Kỳ, như vậy bây giờ ngoài Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị, Thần Tiên tỷ tỷ chưa đến Nguyên Anh Kỳ, điều này đúng là phiền toái. Đừng lề mề nữa, nhanh lên." Cơ Thanh Ảnh lại thúc giục, nàng hình như có hơi gấp. Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu, lấy ngân châm ra. Bắt đầu đi. Cơ thanh ảnh tự nguyện làm vật thí nghiệm, như vậy Hạ Thiên tất nhiên sẽ lợi dụng tốt vật thí nghiệm này, nếu không hắn thật sự không dám thi triển nó lên người khác. Nửa đêm, phụt, dạ ngọc nghị há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này cơ thể vốn không thể nhúc nhích đã có thể động đậy, nàng chợt bắn người lên, biến mất trong phòng, một giây sau nàng đến phòng ngủ ở cách vách. Cơ thanh ảnh đâu? Dạ Ngọc Mị chợt giống lên với Hạ Thiên. Trước kia dạ Ngọc Mị hấn nhất chính là Hạ Thiên, nhưng bây giờ cơ thanh ảnh rõ ràng đã thay thế cho hắn, nếu nói từ phương diện này thì nàng và hắn thật sự có chút tương đồng. Trước đây hai người bọn họ đều muốn đánh lẫn nhau, bây giờ lại đổi thành một người khác, hơn nữa còn là cùng một người, là cơ thanh ảnh. Vừa rồi dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng có thể cưỡng chế cởi bỏ cấm chế, nàng định thừa dịp Hạ Thiên đang thi châm cho cơ thanh ảnh để báo thù, vì vậy mà vừa xóa bỏ cấm chế thì chạy đến đây. Nhưng nàng thật sự không ngờ, nàng chỉ thấy có một mình Hạ Thiên nằm trên giường, mà cơ thanh ảnh thì biến mất. Hạ Thiên không có phản ứng, hắn chỉ tỏ ra bực bội, cặp mắt chớp chớp không ngừng. Giống như muốn nói gì đó nhưng không nên lời Dạ Ngọc Mỹ lóe lên đi đến bên cạnh giường Nàng nhìn thoáng qua và phát hiện Hạ Thiên bị cơ thanh ảnh cấm chế Căn bản không nhúc nhích, không lên tiếng Nhưng cấm chế trên người Hạ Thiên cũng không khó cởi bỏ hai ngón tay thon dài của dạ ngọc mị điểm lên người hắn vài cái, sau đó hắn đã khôi phục được năng lực hành động. Em chân dài, cũng đừng đi tìm cô ta, nửa giờ trước đã đi, không biết đi đến nơi nào. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn bây giờ cũng rất bực bộ. Đệ lục châm được thi triển rất nhanh, Hạ Thiên chỉ mất hai canh giờ tức là 4 giờ để thi châm thành công. Lúc này tu vi của cơ thanh ảnh cũng đã từ nguyên anh trung kỳ tiến lên phân thần sơ kỳ, nhưng điều làm cho hạ thiên cảm thấy không ngờ chính là công lực của hắn vốn có thể tăng lên phân thần kỳ nhưng thực tế thì không phải vậy công lực của hắn chỉ tăng lên tương đối ít đến bây giờ vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ càng làm cho hạ thiên cảm thấy khó hiểu chính là cơ thanh ảnh qua cầu rút ván khi nàng thấy tu vi tăng lên thì lập tức lợi dụng lúc hắn không chú ý để thiết lập cấm chế sau đó biến mất không nói lời nào mãi lúc này dạ ngọc mị đến thì hắn mới khôi phục tự do cơ thanh ảnh đừng để ta tìm được ngươi Dạ Ngọc Mị nghiến răng ken kết nói, à em chân dài. Thật ra dù có yêu nữ Cơ Thanh ảnh ở đây thì chị cũng không đánh lại, không bằng thế này đi. Trước tiên tôi thi châm cho chị, chỉ cần 4 giờ sau chị sẽ là phân thần kỳ. Hạ Thiên không nhịn được phải mở miệng. Đến lúc đó có tôi trợ giúp thì chỉ có thể đối phó được với Cơ Thanh ảnh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bực bội ngồi trong phòng khách, hắn cảm thấy mình thật sự quá bi kịch, gặp một người phụ nữ qua cầu rút ván còn chưa tính hắn rõ ràng gặp được hai người như vậy, sau khi dạ ngọc mị tiến lên phân thần kỳ thành công thì cũng chạy mất. Tất nhiên nếu so sánh thì dạ ngọc mị là tốt hơn một chút, ít nhất khi bỏ đi thì nàng cũng không thiết lập cấm chế lên người hắn, nhưng nàng lại nói một câu, mà câu nói kia càng làm cho hạ thiên bức bối. Tôi hy vọng cậu quên những gì phát sinh vài ngày qua, sau này chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Đây cũng là lời mà dạ ngọc mị để lại. Em chân dài không những qua cầu rút ván, còn không chịu trách nhiệm. Hạ thiên lầm bầm, điều đáng mừng duy nhất chính là sau khi hắn thi châm cho dạ ngọc mị thì công lực tăng lên khá nhiều, rõ ràng đã đến mức nguyên anh trung kỳ. Vốn hạ thiên còn trông cậy vào cơ thanh ảnh và dạ ngọc mị giúp mình xử lý nam cung yến, nhưng bây giờ hắn đã biết rõ, không thể trông cậy vào hai người phụ nữ kia. Tuy hắn không biết hai nàng chạy đi đâu, nhưng hắn có thể xác định, cả hai không đi tìm nam cung yến. Bước tiếp theo nên làm gì? Hạ Thiên chợt có chút khó khăn. Chương 1413, rõ ràng qua về Thanh Phong Sơn. Dù Hạ Thiên bây giờ vẫn hoài niệm những tư vị tuyệt vời của Dạ Ngọc Mị, nhưng hắn biết chắc bây giờ không phải là thời cơ của mình, cơ thanh ảnh và Dạ Ngọc Mị lúc này không phối hợp làm cho kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Vốn hắn cho rằng chỉ cần hai người kia lên phân thần kỳ thì sẽ giải quyết Nam Cung Yến rất dễ dàng, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra phiền phức Nam Cung Yến cũng không phải thứ mà mình có thể giải quyết. Nguyên Anh Trung Kỳ, mình mới là Nguyên Anh Trung Kỳ, mà Nam Cung Yến kia đã sớm là Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Hơn nữa nghe ý của em chân dài, Nam Cung Yến không chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi, vì vậy muốn đối phó cũng không dễ dàng gì. Hạ Thiên Thầm suy nghĩ, nhưng cũng may mà hai bên không có tranh lệch quá lớn, cũng chẳng phải không có biện pháp xử lý Nam Cung Yến. Hôm nay là ngày thứ ba, yêu nữ cơ thanh ảnh tuy không thể tin được, nhưng lời của nàng cũng không thể hoàn toàn không tin có lẽ nam cung yến kia sẽ thật sự quay về hạ thiên thì thào nói cũng không biết tình hình bên phía thủ đô là thế nào vợ mị nhi có lẽ đã trốn đi rồi chứ hạ thiên nghĩ vậy mà lấy điện thoại ra bấm số của mộc hàm chồng mị nhi không cần trốn nữa sao điện thoại vừa nối thông thì mộc hàm đã mở miệng hỏi vợ để cho mị nhi trốn đi vài ngày tôi sẽ nhanh chóng đến thủ đô hạ thiên cuối cùng cũng cho ra quyết định thủ đô sẽ phải đến nhưng Mỹ Nhi trốn vài ngày cũng không có vấn đề. Trước tiên hắn bồi dưỡng thư tịnh là cao thủ kim đan kỳ cái đá, sau đó đưa nàng lên thanh phong sơn, nếu hắn thật sự không có biện pháp cho thần tiên tỷ tỷ phá đan thành anh, như vậy hắn sẽ không thể thi triển đệ lục châm cho nàng. Được rồi, vài ngày tới Mỹ Nhi sẽ chờ ở ám tổ, không tiếp nhận nhiệm vụ. Thật ra hiện tại cô ấy cũng không cần đích thân đi làm nhiệm vụ, vì vậy cũng không có việc gì. Mộc Hàm nói vài tình huống của Mỹ Nhi, thuận tiện còn an ủi hạ thiên một câu chồng cậu đừng lo chúng ta không có việc gì đúng rồi nhớ nói cho mị nhi biết mặc kệ là khi nào nếu thấy một người phụ nữ trung niên mặc váy màu xanh ra trời trên váy còn thêu một con bướm màu vàng như vậy phải lập tức chạy trốn hạ thiên thật sự không quá yên tâm vì vậy cũng nói luôn ra cách ăn mặc của nam cung yến dặn dò mộc hàm một câu à biết rồi tôi sẽ sớm nói cho mị nhi Mộc Hàm dịu dàng lên tiếng. Chồng, cậu có rãnh thì đến sớm một chút, tôi rất nhớ cậu. Tôi sẽ sang mau thôi. Hạ Thiên cũng rất nhớ vợ tóc vàng của mình. À, tôi cúp điện thoại trước. Mộc Hàm cuối cùng cũng cúp điện thoại, nàng biết rõ Hạ Thiên còn có việc cần làm. Hạ Thiên gọi điện thoại cho Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, chị đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, bây giờ còn đang ngủ. Thư Tịnh ở đầu dây bên kia ngáp một cái. Sao vậy? có phải tôi cần phải đi sang không? Không cần, vợ tịnh tịnh, chỉ xuống dưới lầu chờ tôi, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc đầu còn định dùng đệ ngũ châm cho thư tịnh nhưng lại nhanh chóng thay đổi ý nghĩ, hắn trước tiên đưa thư tịnh lên thanh phong sơn, sau đó mới thi châm cho nàng. Bây giờ không có ai hộ pháp, hắn thi châm ở đây cũng không an toàn, hơn nữa khi thi châm sẽ sinh ra sóng dao động, nếu có mặt nam cung yến, căn bản sẽ bị phát hiện. À, vậy thì tôi thức dậy đã. Thư Tịnh đồng ý một tiếng rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên tiếp tục gọi một cú điện thoại khác, lần này hắn gọi cho Kiều Tiểu Kiều, hắn khai báo hành trình tương lai của mình, sau đó nhanh chóng chạy về phía trường đại học thể dục thể thao. Đến đại học thể dục thể thao, Hạ Thiên tất nhiên sẽ chạy đến dưới lầu khu nhà của Thư Tịnh, lúc này Thư Tịnh cũng vừa ra khỏi cửa, sau khi gặp mặt thì hắn cũng không nói nhiều mà trực tiếp bế nàng bay đi. "Chúng ta đi đâu đây?" Khi ở trên không trung, Thư Tịnh buồn bực hỏi Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn tăng tốc nhanh hơn. Giữa sườn núi Thanh Phong Sơn, một tiên nữ xinh đẹp mặc cổ trang chợt xuất hiện không một chút dấu hiệu, sau đó tiên nữ này lấy ra một chiếc điện thoại rất tinh xảo, nàng gọi điện thoại, điều này làm cho người ta cảm thấy rất rối loạn. Sau khi gọi thông thì tiên nữ này chợt ngây người kỳ quái, nàng sao lại nghe được chính âm thanh của mình? Nhưng nãy giờ nàng nào có nói đâu chứ? nhưng ngay sau đó nàng ý thức được âm thanh của mình chính là tiếng chuông điện thoại di động, mà tiếng chuông điện thoại đến từ không trung, nàng vừa định ngẩng đầu thì một cặp nam nữ chợt xuất hiện trước mắt. Vợ mị mị, chị biết tôi sẽ về sao? Hạ Thiên và Thư Tịnh vừa đặt chân xuống đất, tiên nữ vừa rồi gọi điện thoại chính là Tống Ngọc Mị, khi thấy Tống Ngọc Mị thì Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Không phải, tôi định điện thoại hỏi cậu một chuyện, nhưng bây giờ cậu đã về, vậy vào trước rồi nói sau vẻ mặt tống ngọc mỹ có chút sầu lo nàng nói xong thì lóe thân biến mất ở sườn núi hạ thiên cũng không chần chừ mà kéo thư tịnh nhanh chóng biến mất tiến vào trong càn khôn đại trận lúc này toàn cảnh thanh phong sơn cũng hiện ra trước mắt hắn Ồ, thật là hùng vĩ thư tịnh là lần đầu tiên đến đây vì thế mà phát ra tiếng kêu cảm khái nhưng hạ thiên lại không cho nàng thời gian cảm khái lâu vì tống ngọc mỹ đã bay lên núi vì vậy hắn cũng đưa thư tịnh đi theo chỉ sau khoảnh khắc thì bọn họ đã đến khu nhà gỗ hạ thiên cũng thấy được nguyệt thanh nhã những bà vợ khác cũng không biết ở chỗ nào tiểu thiên cậu về rồi khi thấy hạ thiên thì nguyệt thanh nhã nở nụ cười hân hoan nhưng ngay sau đó nàng lại kinh ngạc mà kỳ quái là hạ thiên thấy nàng có chút lo lắng thần tiên tỉ tỉ có chuyện gì xảy ra sao vì sao chị và vợ mị mị đều giống như có gì đó lo lắng vậy hạ thiên nhịn không được phải hỏi một câu Nguyệt Thanh Nhã không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng nhìn về phía Thư Tịnh, sau đó dùng giọng ôn hòa nói. Em là Thư Tịnh sao? Chị là Nguyệt Thanh Nhã, có lẽ em đã từng nghe qua tên chị, sau này chị và em cũng giống như nhau, cứ gọi chị là chị Nguyệt. Vâng, chị Nguyệt. Thư Tịnh khẽ gật đầu. Ngọc Mỹ, trước tiên em đưa Thư Tịnh đến tập hợp với những người khác, ủa, chờ chút, tiểu sắc lang, Thư Tịnh sao còn chưa đến kim đan kỳ? Nguyệt Thanh Nhã chợt phát hiện có chút kỳ lạ thần tiên tỷ tỷ, tôi định đến đây mới giúp chị ấy thi châm. Hạ thiên thành thật trả lời. Như vậy à, trước tiên cậu thi châm cho thư tịnh, những chuyện khác chờ xong rồi nói sau. Nguyệt thanh nhã trầm ngâm một chút rồi nói. Được rồi, hạ thiên cũng không tiếp tục truy vấn, bây giờ công lực hắn tăng mạnh, tốc độ thi châm cũng nhanh, cũng không còn lâu như trước. Đối với Hạ Thiên thì bây giờ thời gian khá căng, vì vậy hắn cũng không muốn chậm trễ, hắn lập tức đưa thư tịnh vào nhà gỗ để thi châm. Tiểu sắc lang, cậu bây giờ có lẽ đã là nguyên anh kỳ rồi sao? Khi Hạ Thiên đưa thư tịnh đi ra, Nguyệt Thanh Nhã và Tống Ngọc Mị đều có chút kinh ngạc, rõ ràng cả hai đều không ngờ sẽ nhanh như vậy. Lúc này Nguyệt Thanh Nhã bắt đầu xem xét lại tu vi của Hạ Thiên, nàng chợt phát hiện tu vi của mình khó nhìn thấu hắn, vì thế mà thầm hiểu Hạ Thiên đã vượt mình. Thần tiên tỷ tỷ, tôi đã là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa còn thi triển được đệ lục châm. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn tất nhiên sẽ không giấu Nguyệt Thanh Nhã, nhưng ngay sau đó hắn lại di chuyển chủ đề. "Đúng rồi, Thần Tiên tỷ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì mà chị và các chị khác đều mất vui như vậy?" "Ngọc Nghị, trước tiên em đưa Thư Tịnh đến tập hợp với những người khác, sau đó nhanh chóng quay về, chị chờ em." Nguyệt Thanh Nhã không trả lời ngay vấn đề của Hạ Thiên mà khẽ phân phó cho Tống Ngọc Nghị. Tống Ngọc Nghị khẽ gật đầu, nàng nhanh chóng đưa Thư Tịnh đi sang phía bên kia núi thật ra lúc này Hạ Thiên đã phát hiện những bà vợ đang ở đó. Hai phút sau Tống Ngọc Mỹ đã quay về, rõ ràng chuyện xảy ra có liên quan đến nàng. Thần tiên tỷ tỷ, bây giờ có thể nói chuyện gì được rồi chứ? Hạ Thiên hỏi lại một lần. Nguyệt Thanh nhã khẽ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp có chút sầu lo. Tiểu sắc lang, vài ngày nay cậu ở cùng tiểu mị sao? Em chân dài à? Hạ Thiên chợt ngây người. Thần tiên tỷ tỷ, sao chị lại hỏi về chị ấy hạ thiên vì mị di đột nhiên quay về thanh phong sơn tống ngọc mị khẽ nói sao hạ thiên chợt há hốc mồm em chân dài quay về thanh phong sơn sao à dì ấy đã quay lại nhưng không quan tâm đến chúng ta chỉ ở trong nhà đá của mình còn nói chúng ta không được phép quấy dày tôi và chị nguyệt đều không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chị nguyệt lại phát hiện mị di có một biến hóa rất không tốt Tống Ngọc Mỹ nhanh chóng nói. Chị Nguyệt rất lo lắng, vì vậy mới để cho tôi điện thoại cho cậu, nhưng không ngờ cậu đã quay lại. Thần tiên tỷ tỷ, chị ấy thì có biến hóa gì không tốt? Hạ thiên có chút buồn bực. Chị ta như một khối băng, qua cầu rút ván, tôi vất vả lắm mới biến chị ta thành cao thủ phân thần kỳ, nhưng chị ấy thì cũng không giúp tôi làm việc mà chạy mất. Hạ thiên nói đến đây thì khẽ thở ra. May mà chị ta quay về thanh phong sơn, Bây giờ có chị ấy ở đây thì tôi cũng không quá lo lắng đến an toàn của mọi người. Tiểu Sắc Lang, cậu nói Tiểu Mị đã là cao thủ phân thần kỳ rồi sao? Nguyệt Thanh nhã có hơi kinh hãi, nàng nhíu mày. Như vậy vài ngày qua cậu và cô ấy ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ người kia lại là cậu? Thần Tiên tỷ tỷ, người kia là sao? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Là thế này, chị Nguyệt nói có thể nhìn rõ Mị Di không còn là xử nữ, cũng chính là nàng đã có nam nhân của mình. Vì thế chị Nguyệt cũng rất lo lắng không biết đó là ai. Nhưng nghe cậu nói thì nam nhân của Mị Di không phải là chính cậu đấy chứ. Nhưng bây giờ Mị Di giống như vẫn còn bất mãn với cậu, sao gì ấy có thể. Tống Ngọc Mị rất mâu thuẫn, rõ ràng nàng hy vọng người đàn ông của Dạ Ngọc Mị là Hạ Thiên, nhưng nàng cảm thấy điều này cũng khó có thể, với tính cách của Mị Di, Hạ Thiên không thể nào chinh phục được nhanh như vậy. Chương 1414, rõ ràng chưa đánh cậu một trận tơi bời điều này vợ mị mị tuy em chân dài vẫn có chút không hài lòng với tôi nhưng chị ấy rất thích tôi vì vậy hạ thiên muốn nhân cơ hội để khoác lác được rồi tiểu sắc lang cậu cũng đừng nói lung tung tôi hiểu tính cách của tiểu mị nguyệt thanh nhã khẽ cười cắt ngang lời hạ thiên cậu nói rõ cho tôi biết rốt cuộc cậu dùng biện pháp gì để lừa tiểu mị lên giường hơn nữa còn làm cho cô ấy bây giờ không đánh cậu một trận tơi bời là cậu thật sao Tống Ngọc Mị thở dài một hơi. Khá tốt, như vậy thì tôi cũng yên tâm. Nguyệt Thanh Nhã cũng thả lỏng vì nàng coi như hiểu dạ Ngọc Mị. Nếu dạ Ngọc Mị đã lên gường với Hạ Thiên, sau này mọi việc sẽ đơn giản hơn. Tất nhiên Nguyệt Thanh Nhã cũng rất tò mò, tiểu sắc lang này sao có thể lừa gạt được chị em tốt của mình. Tuy nàng tin hắn có thể làm được, nhưng không ngờ có thể thành công nhanh như vậy. Hạ Thiên cuối cùng cũng không còn khoác lác, hắn thành thật kể những gì đã xảy ra. Cơ Thanh ảnh đúng là quá đáng, sao có thể hạ Xuân dược mị di? Sau khi nghe xong thì Tống Ngọc mị tức giận nói: "Cơ Thanh ảnh là một người làm việc theo ý mình, sau này nếu gặp được cô ấy thì phải cẩn thận hơn một chút." Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói: "Nhưng cô ấy cũng coi như giúp chúng ta một ân huệ lớn, nếu không phải có cô ta náo loạn, tiểu Sắc Lang bây giờ công lực vẫn còn thấp, mà tiểu mị cũng không quay về Thanh Phong Sơn." Nhưng mị di hình như không thích Hạ Thiên. Không phải gì ấy nói sau này sẽ không liên quan đến Hạ Thiên sao?" Tống Ngọc Mị lại có chút lo lắng. "Yên tâm đi, cô ấy nói như vậy, nhưng chỉ cần sau này Hạ Thiên làm việc cho tốt, cô ấy sẽ chậm rãi mềm lòng." Nguyệt Thanh Nhã lại tin tưởng 10 phần. Tiểu Mị là một cô gái rất quý trọng cơ thể của mình, khi nàng còn ở Nhật Nguyệt Tiên môn thì chờ đợi 10 năm mà không xong tu, vẫn giữ sự trong sạch của bản thân, cái này đủ nói rõ vấn đề. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi nói thêm: Tiểu Mỹ đã chủ động quay lại Thanh Phong Sơn, như vậy đã nói rõ cô ấy xem đây như nhà của mình, chúng ta chỉ cần cho cô ấy chút thời gian suy xét sự việc, tôi tin cô ấy sẽ nghĩ thông. Em cũng đã an tâm hơn. Tống Ngọc Mỹ khẽ thở ra một hơi, vô tình có chút hân hoan, xem ra nàng cuối cùng cũng không cần lo lắng Mỹ Di sẽ bỏ đi. Thủ đô, lúc trạng vạng tối, Tiểu Lạc, hôm nay ăn cơm Trung Quốc hay cơm Tây, hay thích ăn cơm Nhật? À, cũng đừng ăn cơm Hàn, không ngon lắm đâu trước cổng trường nhân đại phụ triệu hiểu trác muốn trở thành triệu công tử ở thủ đô đang nhận được điện thoại của bạn gái là tần tiểu lạc đang hỏi thăm nàng thích ăn thứ gì ăn thức ăn trung quốc vì có nhiều món rất phong phú tần tiểu lạc khá trầm tĩnh nhưng khi ở gần triệu hiểu trác thì khá sống động vậy thì được anh biết một quán ăn rất ngon ủa triệu hiểu trác chợt có chút kinh ngạc sau đó hắn dụi mắt rồi lầm bầm mình không hoa mắt đấy chứ à nhất định là mắt mờ sao vậy tần tiểu lạc có chút kỳ quái à anh thấy một người tên kia đáng lý ra sẽ không ở thủ đô mới đúng chứ triệu hiểu trác xoa đầu hy vọng bây giờ là anh hoa mắt anh cũng không muốn hắn xuất hiện ở đây nếu không anh sẽ mãi không thể là đệ nhất công tử ở thủ đô anh nói là người nào không phải là đại ca của anh đấy chứ tần tiểu lạc cũng biết không ít chuyện về triệu hiểu trác tất nhiên không phải là đại ca của anh bây giờ đại ca của anh đang làm quan ở tỉnh tây bộ sẽ không thể nào về ngay được triệu hiểu trác lắc đầu anh nói đến hạ thiên tên khốn vừa cướp chị vừa cướp em gái của anh sao anh nói người kia à tần tiểu lạc cũng biết rõ hạ thiên anh ấy rất lợi hại nhưng lại là anh rể của anh anh ấy sẽ cướp danh hiệu đệ nhất công tử thủ đô của anh sao tất nhiên hắn sẽ không cướp nhưng vấn đề là nếu hắn ở thủ đô thì chức danh đệ nhất công tử của anh là hữu danh vô thực triệu hiểu chắc có chút buồn bực sau đó hắn lắc đầu thôi bỏ mặc kệ hắn xem như anh hoa mắt vợ của tên kia phần lớn không ở thủ đô em gái của anh đã đi rồi chị anh cũng không có ở đây hắn sẽ không đến nơi này thật ra anh cũng không cần lo lắng như vậy em cảm thấy anh ấy dù đến cũng sẽ đi Em nhớ anh nói anh ấy đang xây nhà lớn ở Giang Hải, như vậy anh ấy sẽ định cư ở Giang Hải." Tần Tiểu Lạc phân tích. "Ừ, Tiểu Lạc rất thông minh, mặc kệ Hạ Thiên, chúng ta đi dùng cơm." Triệu Hiểu Trác quyết định không thèm dây dưa đến chuyện này, đi dùng cơm với bạn gái quan trọng hơn. Tần Tiểu Lạc cũng không phải bạn gái đầu tiên của Triệu Hiểu Trác, nhưng nàng là bạn gái với thời gian khá dài. Triệu Hiểu Trác cũng bắt đầu muốn bồi dưỡng cô hoa hậu giảng đường này thành vợ trong tương lai vì thế mà rất quan tâm. Triệu hiểu chắc cũng không biết mình không hoa mắt, Hạ Thiên thật sự đã đến thủ đô. Hạ Thiên vốn dựa theo kế hoạch phải ở lại Thanh Phong Sơn vài ngày, đợi đến khi tìm được biện pháp biến Nguyệt Thanh Nhã thành cao thủ phân thần kỳ thì mới bỏ đi. Nhưng sau khi hắn thảo luận với Nguyệt Thanh Nhã thì phát hiện tạm thời căn bản chẳng có cách nào cả. Hạ Thiên thấy Dạ Ngọc Mị kia có công pháp song tu rất tốt, nhưng vấn đề là song tu cũng không dễ dàng như vậy, đặc biệt là yêu cầu có dục vô tình. Hắn và Nguyệt Thanh nhã căn bản không phù hợp. Hạ Thiên muốn cải tiến công pháp song tu, hiệu quả kém hơn một chút cũng không là vấn đề. Nhưng hắn thật sự không biết nhiều về công pháp song tu, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó thể nghiên cứu rõ ràng. Thực tế tu luyện công pháp cũng không phải là phương diện mạnh mẽ của hắn. Ngược lại thì Nguyệt Thanh nhã biết rất nhiều công pháp tu luyện, nàng cũng đã từng được đọc lướt qua công pháp song tu, vì vậy mà nói với Hạ Thiên, đợi vài ngày nữa nàng và Dạ Ngọc Nghị sẽ cùng nhau nghiên cứu. Có lẽ sẽ tìm ra một công pháp song tu phù hợp với hai người bọn họ. Đến lúc này thì có nghĩa là trong thời gian ngắn Hạ Thiên khó thể nào thi triển Đệ Lục Châm với Nguyệt Thanh Nhã, vì vậy Hạ Thiên tính toán đến thủ đô trước, giải quyết phiền toái liên quan đến Nam Cung Yến. Nhưng hắn vốn muốn Dạ Ngọc Mị đi với mình đến thủ đô, đáng tiếc là hắn chờ ngoài căn nhà đá nửa ngày nhưng nàng cũng không quan tâm. Rơi vào thế đường cùng thì hắn chỉ có thể đến thủ đô một mình, vì Dạ Ngọc Mị là người xuống giường là xong hắn cũng không thể không quan tâm đến. Các bà vợ khác, tất nhiên dạ Ngọc Mỹ không đi cũng có chỗ tốt với Hạ Thiên, đó chính là hắn không cần phải lo đến vấn đề an toàn của các bà vợ khác, dù là cơ thanh ảnh hay Nam Cung Yến đi vào thì dạ Ngọc Mỹ cũng sẽ ra tay. Căn cứ ám tổ, lúc này là bữa cơm tối, trong phòng ăn của căn cứ có không ít người, một bàn ăn trong số đó có hai người đẹp khuynh quốc huynh thành. Trong đó có một mỹ nữ mặc áo da bó sát người, còn đeo kính dâm lớn, một mỹ nữ là người lai với mái tóc vàng cực kỳ quyến rũ và gợi cảm, nhưng không ai dám tiến lên làm quen với hai mỹ nữ, vì ai cũng biết hai vị này không để động vào. Phải biết rằng một người là tổ trưởng thiên tổ, một người là tổ trưởng long tổ, hơn nữa còn là thành viên của một tổ đặc biệt là thiên đạo tổ, mà thiên đạo tổ thì càng không thể động vào. Hai người này là mỹ nhi và mộc hàm, tuy mộc hàm bây giờ đi đến long tổ nhưng cũng thường xuyên đến nơi này. Vì những ngày qua Hạ Thiên muốn xem xét Mỹ Nhi thật căng, cho nên nàng dứt khoát ở lại chỗ này. Cậu ấy có nó khi nào thì đến không? Mỹ Nhi lúc này giống như thật sự không có hứng thú dùng cơm. Tôi cũng không thể nào chờ mãi ở đây, nếu có nhiệm vụ gì thì sao? Chồng nói sẽ đến ngay mà thôi, cô cũng đừng vội, vài ngày mà thôi, cô là tổ trưởng thiên tổ, nhiệm vụ bình thường cũng không cần đi làm. Mộc hàm an ủi Mỹ Nhi. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? gần đây đều rất cổ quái còn để tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc váy xanh thêu bướm vàng là bỏ chạy sao không phải cậu ta chơi trò lưu manh bây giờ bị đuổi giết đấy chứ mị nhi có chút mất vui có lẽ cũng không phải là như vậy mộc hàm cũng không quá khẳng định gần đây chồng gặp một vài kẻ địch rất mạnh tình huống cụ thể cũng không rõ ràng nhưng chờ cậu ấy đến thì chúng ta có thể biết ngay tôi thấy rõ ràng là cậu ta trêu chọc phụ nữ khắp nơi và mang đến phiền toái Mị Nhi căm giận nói: "Vợ Mị Nhi, nói xấu sau lưng chồng cũng không phải tốt." Một âm thanh truyền vào trong tai hai người, hầu như cùng lúc này bên cạnh Mị Nhi chợt xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay ôm eo Mị Nhi, hắn cười hì hì với nàng. "Vợ Mị Nhi, có lẽ tôi nên trừng phạt chị, chị muốn tôi đánh mông hay hôn một cái?" Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không trả lời nhưng Mộc Hàm thì lại đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hưng phấn nói. Chồng, Mộc Hàm nhìn Mỹ Nhi và cười quyến rũ. Chồng, cậu nên đánh mông của Mỹ Nhi và hôn tôi một cái. Mộc Hàm, chỉ có ý nghĩ quỷ quái gì vậy? Mỹ Nhi chợt tức giận. Mộc Hàm lại cười hì hì, sau đó nàng ấn cặp môi đỏ lên môi Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng phối hợp, vỗ một cái lên mông Mỹ Nhi. Các người, Mỹ Nhi thở phì phò nhìn Hạ Thiên và Mộc Hàm, Hai người này đúng là một đôi gian phu dâm phụ cực kỳ tiêu chuẩn. Vợ Mị Nhi, chị đừng ghen, tôi hôn chị một cái là được." Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hôn cả Mị Nhi. Mị Nhi vùng vẫy hai cái, sau đó nàng cũng thỏa hiệp, cũng không quan tâm trong căn tin có nhiều người, hai bên cứ hôn nhau cuồng nhiệt. "Chồng, Mị Nhi, các người có dùng cơm nữa không?" Vài phút sau Mộc Hàm nói, cuối cùng hai người kia cũng phân tách ra. Sắc Lang Mị Nhi mất hứng nhìn Hạ Thiên, sau đó bắt đầu ăn tối, lúc này nàng thật sự có khẩu vị hơn. Chương 1415: Người ngoài hành tinh đánh địa cầu. Trong khu huấn luyện của ám tổ, một nam một nữ đang nằm trên mặt cỏ, bên cạnh là một mỹ nữ đang ngồi, nằm là Hạ Thiên và Mộc Hàm, mà ngồi là Mị Nhi. Sau khi ăn cơm tối xong thì Hạ Thiên muốn đưa Mộc Hàm và Mị Nhi về phòng, nhưng Mị Nhi lại không tình nguyện. Vì nàng thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm về phòng hơn phân nửa là làm những chuyện ngoài lề. Nhưng Mị Nhi cũng không muốn đi, vì vậy nàng đề nghị trước tiên ra ngoài dạo chơi, sau đó bọn họ cùng đến nơi này. Mộc Hàm tất nhiên sẽ cùng Hạ Thiên nằm trên bãi cỏ, mà Mị Nhi ngồi một bên, vì nàng thật sự còn chưa quen thân mật với hắn. "Này, bây giờ cậu đã nói rõ ràng được chưa? Sao lại phải trốn đi?" Mị Nhi lúc này mở miệng hỏi. "Đúng vậy, chồng người phụ nữ theo bướm vàng trên váy xanh là ai? Mộc hàm cũng có chút hiếu kỳ. Hạ thiên bắt đầu chậm rãi nói ra nguyên do, lúc này hắn cũng không giấu giếm mà nói ra ra tất cả. Thật ra trước đó Mị Nhi và Mộc Hàm đều có chút minh bạch về phương diện này, nhưng các nàng cũng không phải hiểu rõ ràng, mà lúc này các nàng cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện. Cuối cùng các nàng cũng biết Nguyệt Thanh Nhã mà Hạ Thiên thích nhất đến từ một thế giới khác, bây giờ thế giới kia có người đến đây, mà bọn họ tương đối hùng mạnh, ngay cả Hạ Thiên cũng không đơn giản đối phó được bọn họ. Nghị Nhi cuối cùng cũng hiểu, Hạ Thiên vì sao làm như vậy, mà nàng đồng thời cũng hiểu một chuyện khác, đó chính là những ngày qua Hạ Thiên cũng thật sự không sống quá tốt, không chỉ bận rộn chạy ngược xuôi suốt ngày, hơn nữa còn vài lần suýt chết. 12 người tu tiên hùng mạnh tiến vào thế giới này, sao nghe giống như là người ngoài hành tinh đến đánh địa cầu vậy? Một hàm lầm bầm một câu, mị nhi thấy mộc hàm nói như vậy thì thật sự cảm thấy đúng là người ngoài hành tinh đến đánh địa cầu vì đại lục tiên vân kia nào phải là địa cầu vợ mị nhi gặp lại thấy chị không có việc gì thì tôi cuối cùng cũng yên tâm hạ thiên thì thào một câu một luồng cảm giác mệt mỏi ảo đến hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà ngủ thật say chỉ trong nháy mắt khoảng thời gian này hạ thiên luôn ở vào trong trạng thái căng thẳng đột nhiên có kẻ địch mạnh mẽ kéo đến làm cho hắn thật sự không thể không căng cứng tinh thần không dám lười biếng. Mãi đến bây giờ, đến khi phần lớn bà vợ đều đã lên thanh phong sơn, không còn vấn đề về an toàn thì hắn đến thủ đô, khi thấy Mỹ Nhi bình an vô sự thì hắn cũng chính thức an lòng. Lúc này thần kinh căng cứng của Hạ Thiên được thư giãn, hắn bắt đầu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Trước đó hắn chưa nói ra những chuyện cần thiết cho Mộc Hàm và Mỹ Nhi, bây giờ hắn đã nói tất cả, vì thế mà thoải mái nằm trên bãi cỏ tiến vào mộng đẹp. Trông thật ra cũng khổ cực, mộc hàm khẽ thở dài nàng nhìn hạ thiên mà trong mắt có thêm vài phần đau lòng kẻ có lòng tham vô đáy thì lao lực cũng đáng đời mị nhi khẽ hừ một tiếng vừa rồi hạ thiên thật sự nói rõ tất cả mị nhi biết người này tìm được bao nhiêu người phụ nữ điều này làm cho nàng có chút ghen tuông ngay cả những người như dạ ngọc mị và cơ thanh ảnh cũng nắm vào trong tay được chồng chính là như vậy mộc hàm cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ trên đời này sẽ không có người nào mà cậu ấy không dám, nhưng ánh mắt của chồng là rất cao, phụ nữ bình thường căn bản không muốn. Mị Nhi không khỏi chừng mắt nhìn Mộc Hàm. Theo ý của chị, chúng ta được hắn vừa ý phải là niềm kiêu ngạo sao? Mộc Hàm cười thản nhiên. Tôi rất là kiêu ngạo. Mị Nhi chừng mắt nhìn Mộc Hàm, nàng cảm thấy Mộc Hàm thật sự là hết thuốc chứa, cũng là loại háo sắc. Mị Nhi, tôi biết rõ cô không thích chồng lăng nhăng, nhưng thử nghĩ lại mà xem, ngoài chồng ra thì trên thế giới này còn ai xứng với cô mộc hàm khẽ thở dài chồng tuy lăng nhăng nhưng cũng không bất công dù đối với cô hay tôi cũng tốt như nhau lúc này cậu ấy lại vì cô mà đến thủ đô tôi biết rồi mị nhi dùng ánh mắt phức tạp nhìn hạ thiên nếu không phải hắn tốt với tôi thì tôi cũng không quan tâm đến cậu ấy được rồi chuyện không thể nào thay đổi thì nên tiếp nhận tôi tin chúng ta ở cùng nhau sẽ có tương lai vui vẻ Mộc Hàm ngáp một cái. Tôi cũng buồn ngủ, chúng ta ngủ trước đi." Mộc Hàm nói xong những lời này thì nhắm mắt lại, hít thở dần đều đặn, chỉ một lát sau đã nằm lên bãi cỏ ở sát bên cạnh Hạ Thiên và tiến vào mộng đẹp. Mị Nhi lặng lặng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt vô tình cũng trở nên dịu dàng, nàng cuối cùng cũng ngã xuống nằm trong lòng hắn. Tối hôm đó, trong một căn biệt thự ở thủ đô, một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây phục đứng trong phòng khách. Người đàn ông này cao lớn oai hùng bất phàm nhưng bây giờ lại có chút co quắp, bộ dạng không được tự nhiên giống như không thích ứng với cách ăn mặc này, vài lần hắn muốn cởi quần áo ra nhưng cuối cùng vẫn có thể nhịn được. Vài phút sau người này thở dài đi đến ngồi xuống ghế salon, nhưng ánh mắt của hắn lại vô thức nhìn lên lầu. Trong một gian phòng ngủ ở lầu 2, lúc này đang truyền đến những âm thanh làm người ta sôi sục. Ư, ừ, ư, ư. Âm thanh rền rĩ càng lúc càng cao, sau đó chợt im bặt vài phút sau thì cửa mở, một người đàn ông mặc áo tắm đi ra. Người đàn ông mặc áo tắm nhìn qua có vẻ hơn 30, dáng người cao gầy, bộ dạng vốn không tồi nhưng lại có một vết sẹo rạch qua mi tâm, vì vậy mà gương mặt điển trai có thêm vài phần khủng bố. Người đàn ông cao gầy nhanh chóng đi xuống lầu, hắn đi đến trước mặt tên đàn ông trẻ tuổi, sau khi nhìn đối phương vài giây thì hắn cười ha hả rồi vỗ vai nói. Cát sư đệ, rất tốt, rất tốt, mặc quần áo này nhìn cậu càng thêm anh Tuấn. Tên đàn ông được gọi là Cát sư đệ không khỏi cười khổ. Quan sư huynh, huynh cũng đứng trêu ta. Y phục này thật sự mặc không quen, giống như trên người có sâu, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cát sư đệ, vì vậy mới nói người không biết cách hưởng thụ, người chỉ biết tu luyện, mà tu luyện vì cái gì? Tu luyện không phải hưởng thụ sao? Người nên theo ta học tập nhiều vào, nên hưởng thụ thì hưởng thụ. Tên đàn ông cao gầy lắc đầu, sau đó nở nụ cười mập mờ. Cát sư đệ người phụ nữ kia có công phu trên giường rất tốt, người có muốn thử không? Không, không cần. Cát sư đệ vội vàng khoát tay, gương mặt đỏ hồng. Này cát sư đệ, cậu đang còn nghĩ đến cơ thanh ảnh sao? Đừng thương nhớ gì cả, cơ thanh ảnh không phải thứ cậu có thể động vào, ngay cả ta cũng không dám đến gần. Quan sư huynh lắc đầu nói. Không phải, quan sư huynh, ta thật sự không thương nhớ sư tỷ. Cát sư đệ vội vàng phủ nhận. Cát sư đệ, chỗ này không có người ngoài, người cũng đừng không dám thừa nhận, cơ sư muội quá xinh đẹp, cậu không biết đấy thôi, rất nhiều người nói nàng ta là đệ nhất mỹ nữ ở đại lục tiên vân, mà cũng chỉ có dạ ngọc mị và nguyệt thanh nhã mất tích vào 20 năm trước mới có thể so sánh được, yêu thích nàng ta cũng không có gì là quái lạ. Quan sư huynh rũi lưng một cái rồi nói, nhưng loại nữ nhân như vậy thì thầm yêu thì được mà đừng nên nói ra, nếu không thì ngươi sẽ không có quả ngon để ăn. Quan sư huynh, ta hiểu, cát sư đệ tỏ ra rất bất đắc dĩ. Người cũng đừng thương tâm, thế giới này chính là thiên hạ của huynh đệ chúng ta, tuy chưa tìm ra được người phụ nữ đẹp như cơ thanh ảnh nhưng những nữ nhân người muốn thì đều có thể được hưởng dụng. Ngày mai ta sẽ đưa người ra ngoài dạo chơi, người thích người nào thì chúng ta sẽ đưa về, người muốn chơi thế nào cũng được. Quan sư huynh bắt đầu an ủi cát sư đệ. Cát sư đệ có chút trầm mặc, sau đó nàng không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm. Quan sư huynh, huynh thật sự không muốn đi tìm nguyệt sư tỷ cũng không muốn quay về sư môn sao quay về sư môn quan sư huynh lắc đầu cát sư đệ người có nghĩ rằng chúng ta tu luyện vì cái gì không quan sư huynh chúng ta tu tiên tất nhiên là truy cầu thiên đạo vì một ngày có thể chính thức thành tiên cát sư đệ hầu như trả lời không chút do dự thành tiên sao quan sư huynh cười lạnh một tiếng ta hỏi ngươi trên đại lục tiên vân có ai thành tiên chưa? Điều này, Cát Sư Đệ chợt á khẩu. Ta nói cho người biết, Cát Sư Đệ, Đại Lục Tiên Vân không có người nào thành tiên cả, vì vậy truy cầu thiên đạo chỉ là chó má mà thôi. Quan Sư Huynh cười lạnh một tiếng. Quan Kiếm Hùng ta 10 tuổi đã tu tiên, mục đích chỉ có một đó là trở thành người tu tiên cao cao tại thượng. Trong thế tục thì người tu tiên muốn gì được đó, dù là hoàng đế thế tục cũng phải cấp dưỡng cho chúng ta như cha mẹ. Ta nói cho người biết, Năm xưa sau khi ta tu luyện đến Kim Đan Kỳ rồi rời khỏi Sư Môn đi đến một nước nhỏ, ta ở lại vài năm trong hậu cung của vị Hoàng đế kia, dòng chơi vài lượt với vài ngàn nữ nhân trong hậu cung của vị Hoàng đế kia, như vậy mới là thời gian mà ta muốn. Quan Sư Huynh, vì sao Huynh quay về Sư Môn? Cát Sư Đệ Trần trừ hỏi. Rất đơn giản, vì có tên tu tiên khác đuổi ta đi, tên kia mạnh hơn ta, tất nhiên ta cũng không thể không tránh họa. Sau đó ta mới hiểu. Thật ra chúng ta liên tục tu luyện cuối cùng cũng bị kẻ khác giết chết, nếu ở lại thế giới kia thì chúng ta chỉ có thể liên tục tu luyện mới vượt qua được kẻ khác, nhưng nếu cứ tu luyện thì làm gì còn thời gian tiêu giao? Quan Kiếm hùng lắc đầu, hắn lập tức có chút hưng phấn. Nhưng chỗ này thì khác, thế giới này căn bản không có linh khí, không thể tu luyện. Vì vậy với tu vi nguyên anh sơ kỳ của ta sẽ là vô địch ở đây, ta muốn chơi thế nào chẳng được, cần gì phải quay về? audio điện tử võ tấn bền hết chương 1415